cái tánh thanh tịnh Phật tánh là trong cái Phật giới nó rộng mênh mông như cái biển nè, người ta gọi là bể tánh thanh tịnh. Như đó là Phật giới, lời thế giới của chư Phật sống gọi là Phật giới. Còn nó rộng mênh mông như cái bể, thành ra mình nói là bể tánh. Còn trung tâm vận hành luân hồi là cái bầu tam giới nó quay á, cái giữa cái chỗ mà nó không, cái cục không quay á, gọi là trung tâm vận hành luân hồi. Cái nơi này là nó có cái sức hút, đầu trên thì nó hút vào, đầu dưới nó đẩy ra, gọi là trung tâm vận hành luân hồi. Rồi con đọc tiếp. Câu hỏi 2. Vua Trần Nhân Tông và các vị quân sư tướng Trần Hưng Đạo đóng cọc trên sông Bạch Đằng chống quân Nguyên bằng cách nào? Cái này hỏi nhiều quân sư nằm ở trong cái ốc Diệu Tông đâu. Nhưng mà vậy cô biết đó, đây là cái đúng là tất cả những người mà khi mà chiến tranh nó nổ ra đó, thì cái người nào mà khắc thần thì đánh thắng ông kia liền, mình phải hiểu. Mà chỉ cái người mà có tâm thắc tâm thông ta mới nhìn thấy này, hai ông A B, ông nào có sát thần, có nghĩa là có một vị tướng của thần có lượng trong đó thì đánh trong thần. Mà nếu người nào bất cứ người nào có tướng thần ngự rồi đó không chết, có nghĩa là làm gì cũng chết, tại vì cái vô hình nó đỡ mà. Còn cái người mà không có, giàu có thì thua, anh có phước nhưng mà ông kia không có phước nhưng mà ông là có sắc thần. Thì chiến tranh nó vậy, là tất cả những người nào mà làm lớn mà có sắc thần thì chắc chắn đánh thắng. Cái đó là cái bậc chiêm tinh người ta hiểu cái đó. Và khi người nào mà có tha tâm không ta mới nhìn thấy được cái này, đừng có sắc thần nó khác. Rồi con hỏi đi. Bao nhiêu? Xin thầy cho biết sự luân hồi và tuổi thọ của các vị trưởng dòng tộc là bao nhiêu? Trưởng dòng tộc là 500 năm, nhưng mà nó hết rồi thì nó ông cát ông thế vô với 500 năm thôi, chứ đâu có khác. Trưởng dòng tộc là một vị thần quản lý vô gọi là trưởng dòng tộc, thì tuổi thọ cũng vậy thôi. Nhưng mà ông hết thời gian tuổi thọ mà ông trở lại làm người thì ông thần khác nhào vô. Rồi giờ con hỏi tiếp. Tại sao con người bám hai đường dây điện cao thế lại không bị điện giật? Con đường mà bám điện cao thế hả? Dạ. Nó giật chứ sao không giật? Điện thì nó gọi là 500 kV, cái sức hút nó là 50 thước, 100 kV là 10 thước, nó từ nó theo cái lực của nó. Vì thế mà cái đường dây 500 kV là cái lực của nó không ai dám lại gần, muốn lại gần phải cắt tắt. Còn với ví dụ 100 kV thì có thể dùng cái nhựa bảo vệ được. Còn giống mình ở đây có mấy chục vôn thì nó dùng nhựa nó bảo vệ được. Cái gọi là cái lực phóng mà nó thì mình là thấy đặc biệt có nhiều người hỏi chứ tại làm sao mà cái trung tâm hình thành rất nhỏ mà bao nhiêu tánh thật vô được mà ra được, là vì nó bây giờ bởi vì khi nào mà thời văn minh ta mới giải thích được cái này. Giống như cái điện mà bắt nam thì dây nó bao nhiêu, nó bằng có tay cái, mà tại sao nó phát điện cả cái miền Nam này, hơn 70 triệu dân sống, nó có cái lực, nó gọi là cái lực, thì còn cái đó là ta gọi là cái diệu. Thì bởi vì trong kinh Diệu Pháp đi qua, tại sao cái diệu, cái chất
kỳ đặc và mầu nhiệm. Nó mới đặt ra cái kinh Diệu Pháp là cái Phật rất kỳ đặc và mầu nhiệm. Nó nói được tất cả là từ thực tế cho đến vô hình. Diệu Pháp liên quan là đem lên cái quyển kinh mà gọi là quyển kinh Đức Phật phía sau cùng giải mã được tất cả. Nhưng mà ông không giải thích, ông không nói, mà ông chỉ nói cái phần mà thực tế nằm ở trong cái giáo lý à. Còn cái quyền ký này là do cái giáo lý nó đẻ ra. Có nghĩa là cái quyền ký này là nó là xuất phát từ trong giáo lý nó phát ra, nó mới tạo thành là cái giáo lý. Còn cái quyền ký, cái sự thật, cái gốc thủy của nó là có 20 chương thôi. Đạo Phật có 20 điều để mà con người ta biết, chứ không có nhiều đâu. Bây giờ ai học hết 20 điều này mới hiểu rằng tại làm sao ông Phật ông giải đạo cái này. Rồi tất cả những gì ông nói trên thế gian này chỉ vào trong 20 chương thôi, chứ không có nhiều đâu. Còn mình viết ra tràn gian đại hải là gì, cũng có phi từ trong đó đi ra. Một cái câu chuyện, một cái chuyện nhỏ mà muốn nói là nhiều thì nó phải tiêu diệt để người ta hấp dẫn người ta. Chứ còn nếu mà nói thẳng không ai nghe đâu. Bởi vì cái đạo Phật này, nếu mà nói về cái ban đầu của thiền, cái đạo Phật thiền tông không ai thành tựu. Bởi vì nó nói một cách không có hợp lý. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái trình độ người ta không có hết cái này. Vì thế mà phải đợi khi đời người văn minh thì con người có cái kiến thức cao nó mới chấp nhận cái này. Nó khó là khó ở chỗ đó. Nói đúng ra nếu mà đạo Phật mà nói trắng ra thì không có nhiều. Tôi nhớ vừa rồi có một vị nào hỏi là đúng ngắn gọn lại cái này, nó khó lắm. Ngắn gọn là sao? Khi là anh có phải trình độ Phật cao, có trình độ Phật cao anh mới hiểu cái này. Bởi vì Đức Phật nói là khi muốn làm một con người, muốn hiểu về tất cả về nhân sinh vũ trụ thì anh phải hiểu được cái công thức của nó. Còn nếu không hiểu công thức thì khó lắm. Thế giờ tôi đọc tiếp đi, đọc câu hỏi tiếp đi. Xin Thầy cho biết tứ vô sở úy là gì, ngũ uẩn bên pháp môn tu vật lý là gì, ngũ uẩn theo pháp môn thiền tông là gì? Tứ vô sở úy, con người của mình cấu tạo bằng bốn thứ rất quý, không có đất nước có lửa làm sao có con người. Thế là tứ vô sở úy nói là cái cực kỳ đặc của một bất cứ một cái động vật nào nó phải có cái bốn cái thứ này, là không có gì hơn. Nếu mà mình không có cái thứ hành thứ đại thì đối với cái gì trên thế gian không thành vấn đề. Tất cả gì cấu tạo ra đều bằng tứ đại hết, là tứ vô sở quy. Rồi câu hỏi tiếp với cậu. Ngũ uẩn của bên pháp môn tu vật lý là gì? Trong đó nó gọi là ngũ uẩn dây không, ngũ uẩn là không thật. Thì tứ đại và cái tánh người, nó cộng thêm với tánh người. Bởi vì mình thấy là người ta không có hiểu, ta tưởng là cái tánh người đó thật, cái sự thật tánh người không có thật. Tánh người là bây giờ giống như mình nói là cái dòng điện này có thật không, hoàn toàn không có, mà nó do cái luật pháp của cái dynamo á, giữa 500 dương 500 âm á, nó quay đạt chúng nó mới ra cái điện này. Thì giống như cái tánh người mà khi nó quay để nó bảo vệ cái tánh người, quay đạt chúng được cái tánh người nó phát được 16 thứ. Vì thế mà khi mà cái tuổi nhỏ đó nó ra nó quay nó chưa có đạt, và đúng 18 tuổi nó quay đạt luân pháp, nó căn cứ vào cái này nó mới thì pháp luật đấu với cái con người. Thành ra nếu mà ngủ một giai câu đó là không thật, tánh không thật, rồi tứ đại không thật, còn là tứ. Cái này là nói sâu được vào trong cái thể của cái thế giới vật lý này, chứ còn
nếu nếu mà nói tôi bảo đảm rằng từ xưa không ai hiểu là ngũ quẩn giải thoát là cái gì. Tứ đại họ nói được rằng mà ngũ quẩn giải thoát họ họ tin rằng là cái tánh người nó còn hoài, nó không hoài. Tánh người đó nó đi theo cái dòng, nó đi vô dòng luân hồi, nó phải tan ra, mà nó là trung bản thân mà vô dòng luân hồi nó phải tan ra, nó còn không thật. Vì thế mà tất cả những vị Phật nào vào được trung tâm nhận hành luân hồi mà phát ra cái câu là chiếu kiến ngũ quẩn giải không, nghĩa là tôi thấy tường tận là ngũ quẩn không phải Phật, là đất nước gió lửa và tánh tánh người là chứ phải tánh Phật. Thế nên con người mình có hai cái tánh, một tánh Phật và tánh người. Thì thôi con hỏi tiếp. Đức Phật nói pháp suốt 49 năm, tại sao Đức Phật lại biết hết? Ta không nói một lời, chỗ này là Đức Phật ẩn ý muốn nói gì, xin Thầy dạy dùm con, cảm ơn. Đức Phật không muốn nói vấn đề cái chân thật này là vì ngày xưa đó, không ai đồng ý vấn đề mà ổng nói bằng sự thật là vì ngày xưa. Tại sao mình thích mình suy nghĩ là bây giờ mình ở thành thị đi, mình có học thức cao mà vấn đề người ở trên vì sự nước đi ở học lớp 1, lớp 2 rồi mình nói này họ nghe có quen rồi, có quen sống là những cái vật lý là cái linh thiêng quyền lý ở trong núi rừng rồi không cách nào được. Thời Đức Phật cũng vậy, nó tạo ra bây giờ thờ cũng ít hơn thời thờ Đức Phật. Thời Đức Phật có chứ là người nào cũng cúng hết, bây giờ mình người có người cúng người không, chứ còn hồi xưa là trăm người cúng đủ trăm người, là vì mới vừa sanh ra là mà nó nhau sọ vào cái thần linh rồi, thành ra bắt buộc người ta phải phải sống theo cái này. Sở dĩ mình bây giờ có cúng là gì, có học. Thứ nhất là nhà triết lý học nó biết rồi, nó dẹp, nó dẹp cái cúng thì nó cầu xin nhà triết lý học rồi. Rồi bây giờ rồi chỉ còn một cái nhà mà gọi là thông thiên học cúng không cúng mà nhà cái nhà mà cảm mà chưa còn là thấp cái nhìn cho cái quả thần thì người đó cũng không cúng, nhưng mà họ lợi dụng cái này để họ làm tiền. Một trăm ông thầy không cảm nhận được cái vô minh rồi đó, ông biết hết nhưng mà ông muốn chủ mấy cái người không biết ông lấy tiền. Một trăm ông này đều hoàn toàn phải chủ lấy tiền, ông sống trong cái nghề này. Nhưng mà bây giờ thì ông đó ra đời muốn nói hết sự thật, thì vì thế mà mấy ông này là chửi hàng đầu. Cái người bình dân họ cũng nói cái vụ này, nhưng mà cái người mà họ tổ chức để tổ chức kia đó thì họ phá cái này, nó phá gì? Nếu cái này mà nó ra bằng thực tế rồi thì cái đất này còn cái gì, còn cái gì nữa, còn cái gì linh thiêng quyền vị nữa. Vì thế mà cái quyển Trần Nhân Tông đã nói ra đó thì cũng nói là 80%, Trần Nhân Tông đã nói là 80%. Mà nếu mà cái quyển Trần Nhân Tông mà ai đọc qua hai lần thôi không ai dám làm gì. Nhưng mà có một điều mới là tại vì người ta không có đọc, bởi vì tại sao người ta không đọc là gì, con người ta đó nó có hai cái lực. Cái lực mà nó dương nó phát ra khỏi cái tầm âm mà thì nó mới tiếp nhận được cái này, còn nếu mà nó nằm trong cái dòng âm nó bảo vệ hoàn toàn không vô cái chuyện đó này được. Bởi vì âm này nói đúng ra cái âm mà có một con người ở đây thì đó là hoàn toàn là do cô hồn giữ hết. Người âm là do cô hồn giữ. Bây giờ này mình không phải là thật của mình đâu. Cái tánh Phật là nó nói dạy sự thật, nhưng mà vì cái tánh người nó quay rồi cái nghiệp nó quay. Cái nghiệp là gì? Cái nghiệp là âm. Tất cả những cái gì mà nặng nề nhất là nó là cái gọi là cái nghiệp lực âm của mình. Vô nghiệp lực âm thì khó mà thoát ra cái này được. Mà bây giờ đó thì khoa học nó đã chứng minh được rằng con người mình nó rất đúng, thiền tông nó rất đúng, nhưng mà có một điều á, nó không nói được là cái tâm giới là cái gì, mà nó chỉ nói là chủ trụ thôi, nó không hiểu. Mà bây giờ thiền tông nó ra đời nó nói được cái tâm giới, hình thành một tâm giới, cái lực nó tại sao mà
tại sao mà trái đất mình biết bao nhiêu người tỷ tấn nha, mà đúng một cái bài trên không gian nha. Vì sao tâm hiểu mà khoa học nó nói là đây là cái lực hấp dẫn, nhưng mà hấp dẫn cái gì, nó phải có căn cứ để lực hấp dẫn này như thế nào mới là hấp dẫn nha. Nó không có giải thích được đấy. Còn thì tao nói ra là đấy là lực hút của lực âm dương. Bởi vì trong một cái tam giới á, cái dòng ngoài là dòng điện từ dương nó đẩy ra. Bởi vì khi mà người ta kiến tánh cái nhìn thấy như thế này, có nhiều người đã thấy, nếu mà có lúc ta nhìn thấy giống như cái màn nước, có nhiều khi ta giống cái màn khói, rồi ta thấy màu đủ diện là gì, là gì, nó quay từng chỗ, trong vài chỗ nào cũng giống chỗ này luôn. Anh quay 5 phút, anh thấy cái nó khác, thấy cái màn nó nhìn thật không? Thì giống như cái lỗ đen tam giới mà khoa học nói lỗ đen vô cùng, khi mà nó hút ra, nó hút được cái hành tinh nước nó thấy tắt luôn, mà hết hút cái đất thì nó thấy sáng, nó hút đủ ở trên đầu bé. Đó mình mới hiểu rằng bây giờ thiền tông ra đời nó mới giải mã được những cái bí ẩn của cái thế giới này. Vì thế mà chúng tổ mới nói là khi mà thiền tông nó ra đời, nó phá tông tà. Tông tà là tông hiểu sai. Nó có cái lý do như vậy chứ không phải là tự nhiên ổng nói. Ổng hiểu cái này, nhưng mà cái thời ổng không dám nói được. Vì cái trình độ nói cái lỗi. Cách đây hồi thờ nhất Trần Nhân Tông 730 mấy năm rồi. Cái con người mình đó, người Việt Nam mình cũng chưa có khôn. Bây giờ đừng có nói chuyện mà khi mà chưa có cái điện thoại di động thì mình ta có nói là mình chỉ tưởng tượng thôi, chứ là sao hiểu được. Thành ra bây giờ thì tâm nó ra đời, một là nó nói rõ hơn, hai nữa là nó chủ đại những cái gì mà Đức Phật nói ngày xưa. Sở dĩ ngày xưa Đức Phật không nói đúng là gì, ổng không hiểu, ổng không thể nào nói cho cái người mà giống như mình ở đây ấy, nói chuyện mình đã hiểu rồi mình cho nó. Đến đến 53 tuổi mình nói nó không nghe đâu, thì nó chiều rồi. Đợi khi nào rồi người lên cao rồi mới hiểu được cái nền văn minh này thì mới nói về cái thiền tông đạo Phật được. Đâu có hỏi tiếp. Xin thầy cho biết tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành, ý nghĩa là sao? Chữ bồ đề là thanh tịnh. Nếu mà thanh tịnh kiên cố mà nên nhớ là một điều á, cái thanh tịnh này là thanh tịnh tự nhiên á, là xuất phát từ tánh Phật thì mới thành Phật. Từ bồ đề là gọi là chỉ giác thì mới thành Phật được. Còn bây giờ người ta hiểu sai, cái tâm bồ đề là thanh tịnh thì hỏi vậy chứ ông A La Hán ông cũng thanh tịnh vậy, nói thanh tịnh mà ông tạo ra, ông dụng công ông tạo ra, còn cái kia đó là tự nhiên. Thành ra học đạo Phật phải hiểu hai cái vế, một cái mà anh dụng công anh ham muốn thanh tịnh, muốn thành Phật được không phải không, nhưng mà anh ham muốn đó là Phật giả. Phật giả là do ai? Một, bây giờ tôi nói tám là hồi xưa tôi bảo là ông thần làm, bây giờ không phải ông thần mà ông cả. Ông Phật hiện giờ hiện ra là ông khác trong hệ thần nói vậy. Nhưng mà thôi, không nói rõ ông đó là ông nào, tự tìm hiểu. Giờ hỏi tiếp đi. Giờ hết câu hỏi, có quý vị nào có muốn hỏi gì đâu? Thưa thầy, cho con hỏi, khi một vị Phật nói nhớ ta không thì lúc đó chung ấm thân tay ngã chưa, xin bác chỉ giúp. Đọc rõ. Khi một vị Phật nói nhớ ta không thì lúc đó chung ấm thân tay ngã chưa, xin bác chỉ giúp. Phật nào nói? Bây giờ mong vị Phật mình phải hiểu rồi nè, cái con người mình mà có công đức khi vào trung tâm dẫn hành luân hồi đó, thì cái trung ấm thân mình nó cấu tạo bằng gì? Nó cấu tạo bằng điện từ âm dương. Vào trung tâm dẫn hành luân hồi nó không còn quay nữa,
thì cái vỏ bọc Trung Hóa Thanh á, âm nó về âm dương nó về dương, thì Phật nhãn nó mở ra, vô đó mới là Phật nhãn ra. Còn các Phật mà vào Phật này nó khác với rất nhiều, chứ không phải có một Phật. Một Phật mà ứng thân vào phải đi theo cái dòng luân hồi đi vào mới nói chuyện được. Còn cái vị thần mà quá thân á, là nó từ cái kiến tánh á, nó mới quá, đó là nó quá thân, là nó nói cái gì á, đó là quá thân, ứng thân quy vô rõ ràng. Thì bây giờ mình nói là ông Phật Di Đăng á, ổng vào trong cái thế giới này thì ổng phải vào cái cung, cái hải triều âm, ổng vào trái đất á, ổng mới gặp ông Thích Ca, rồi ổng mới nói cái gì đó. Rồi ông kia thì xong rồi, xong rồi ổng đi về, đi theo con đường luân hồi, ổng đã về. Mà không phải muốn về vậy đâu, một năm vô, một năm sau mới ra. Ví dụ bây giờ ổng vô, ông cho ông độ ông Thích Ca đi, ông nói chuyện cũng năm ba tiếng hồi vậy đó. Rồi khi ông đợi tới khi nào mà trái đất này nó đến cái trung tâm của hải triều dương là kiểu Thích Ca mới về được, gọi là phân thân, mới vô mới phân thân mới trở về được. Rồi nó hẹn ông kia nhiều mấy chục năm mà, cứ 365 ngày ông kia sẽ làm đúng thời gian, rồi ông phải vô đây, rồi ông mới giảng sanh lên cái cõi trời ở trời dục giới, mới nói chuyện với ông Thích Ca. Một vị Phật muốn vô đây thì phải đúng cái chu kỳ, chứ không phải muốn vô lúc nào vô. Nhưng mà cái hình thấy là cái quá thân á, muốn lúc nào là quá thân, chỗ là lo cái ảo, dùng cái tiếng nói đưa cái hình ảnh ra. Còn sự thật mà một vị thần có ứng thân phải là thân tướng đại đàng hoàng, nhưng mà nó xấu, nó là cái điện từ quang, nhưng mà vào đây cái mượn cái điện từ âm dương để nó kết thành một cái ông Phật bằng điện mà nói cho ông Thích Ca trong mộng bằng điện đàng hoàng, nhưng mà nói xong rồi đi ra, phải đi ra theo đúng cái quy luật của nó, chứ không phải muốn vô vô muốn ra ra. À, thì bây giờ là cái câu hỏi này có gì thêm nữa không? Dạ không, chỉ vậy thôi. Câu 2, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, áp dụng trước khi hoa tiêu dẫn đi hay cả khi hoa tiêu dẫn đi? Rồi đây không có nói giết được, gặp Phật giết Phật là trong lúc mình sống này nè. Còn qua tiêu xuất hiện mình, lúc đó là mình là điện từ rồi, làm sao giết? Mình muốn giết là phải bằng thân thế đại. Mà bây giờ mình đã là trung bản thân mình là cái gì? Trung tâm mình là điện từ âm dương, bao một khối nghiệp và cái tánh Phật mình trong đó, mình làm sao biết lúc đó mình làm sao biết? Có nghĩa là muốn hành động thì phải bằng cái tứ đại. Còn nếu mà đã điện từ âm dương thì không hành động. Điện từ âm dương thì mà trả quả bằng ảo giác hoặc là hưởng thụ bằng ảo giác, nó không còn tánh thân tứ đại nữa. Phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Chỉ có một gì nào mà tại sao cô hồn nó không có được, nó không bị nhân quả, tại vì nó cấu tạo biển bằng điện từ âm dương, muốn tạo nhân quả bằng tứ đại mới bằng là ấy được, mới tạo thành nhân quả được. Vì thế cô hồn nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó có làm cái gì cả, bởi vì nó muốn làm á thì nó phải nương vào cái thân người khác nó mới nói, mà nương vào cái người thích á, cái người nào thích dâm dâm, nó thích này thích kia, rồi nó đặt vô nó nói thôi, nó mượn cái thân ông này chứ đâu phải vượt qua nó, thành ra nó không có bị nhân quả là vậy. Rồi câu hỏi tiếp, xin thầy cho biết lúc chờ đợi ở ngoài rìa lực hút trái đất thì chỉ có một mình chung ấm thân hay là cả hoa tiêu nữa? Khi mà mình rơi đó, hoa tiêu nó dẫn ra là gì? Rơi ở đây mình tưởng đâu là rơi từ trên rơi xuống, không phải đâu. Có nghĩa là trái đất làm sao nó chăng ra ngoài, nó chăng ra ngoài cái lực hút của điện từ âm đó. Thì vào đó thì mình vừa rơi lên, hoặc là nói là nó vừa
gian ra thì qua tiêu xuất hiện để dẫn mình đi, qua tiêu có cái nhiệm vụ này dẫn mình đi để thì nó quay trái đất, nó quay đến cái trung tâm trở thành luân hồi hải triều dương mới dẫn ra. Nếu mà một vị Phật đó mà trong năm năm ngày ba ngày mà dẫn đến nhiều người đó thì dẫn tới đây rồi thôi ông giao ông đẩy ra ngoài còn ông phải trả lời trước, còn ba ngày nữa ông kia chết thì mới rước ông kia riết nào hết, bởi vì trong 365 ngày phải rước nó hết bao nhiêu người đó, chứ không phải là còn nếu mà hết rồi thôi ông về luôn, ông đi theo cái vị mà trở về Phật giới dẫn đi về luôn. Mà vô đó thì bây giờ cái phần đó thì vô rồi, hiểu rồi, có nghĩa là vào được cái vẻ tánh thanh tịnh rồi thì điện từ quang nó chiếu vào thì một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh nó định hình, rồi từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh một kim tên Phật hình thành đi ra thì tánh Phật vào vô để mang cái thân Phật bằng điện từ quang. Vì thế mà có cái hình thể thì người ta mới gọi là kim thân Phật, kim và vàng, thân cái thân màu vàng, Phật là hủy toàn năng toàn giác. Còn mình ở đây mình nghe chữ Phật mình tưởng đúng gì dữ dội lắm, anh là một con người đấu đạo bằng điện từ quang. Còn bên đó muốn biến hình dạng tướng thì cái chuyện của ông muốn, bởi vì toàn năng mà ông muốn biến hình lớn hình nhỏ làm chuyện không đâu. Nếu mà muốn mà từ ví dụ mà bây giờ Công Thích Ca này ông từ cái Nam Diêu Phù Đề ông về, bây giờ nếu mà ông không có độ này thì ông ra đi tới một cái gọi là cái tiểu thiên thế giới mà trung thiên thế giới đại thiên thế giới nào trong càng không ngủ đủ muốn đi đâu thì đó, thì một vị toàn năng toàn giác ta làm được cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa thầy, người có công đức ít dùng diệu thuật tu, khi rơi thì hoa tiêu xuất hiện, rơi rất chậm, vậy ông thần lúc này có đến và chụp lại chung ấm thân nữa không? Bây giờ đó mà nếu công đức ít thế không? Dạ, không biết ít. Khó rơi lắm. Mà ví dụ mình có rơi là coi chừng ổng lỗ lừa mình, công đức ít khó lắm. Muốn rơi thì phải dùng cái thuốc. Nhưng mà nên nhớ là người đó phải hiểu được cái công thức trở về Phật giới mới dám gạo thần. Còn nếu mà không hiểu, có nghĩa là không được truyền thiền, hoàn toàn không dám làm cái này. Thấy ông Phật, ông thần là sợ gần chết rồi chứ. Thành ra bây giờ phải, bởi vì tại sao tu thiền tông là nó phải có cái gì này, phải tập trí tuệ, mình học cái gì phải trong hiểu thật rõ ràng, mà phải gan chứ không phải nơi hả, chứ không gan là không tu cái này được. Còn nếu mà mình có công đức nhiều, mình bởi vì tôi nói là có công đức nhiều, giống như mình có cái làn điện nó rất mạnh, không thành không giống này gần ông chịu nổi. Chứ ông thà mình đâu ra là, nếu mà có một điều đó là nếu mà công đức mà ít quá là thì cũng phải thử. Ông làm hoa tiêu cũng phải ông giả không? Ông không là gần mình chứ muốn đứng xa được, ông tạo thành cái hoa tiêu được. Mà khi mà đã vào trong cái thế giới đó, nhân quả rồi thì thôi ông đẩy mình thì mình ráng chịu. Mà nên nhớ rằng đi vào, ví dụ bây giờ có đẩy vô trong nước cực lạc rồi, không phải vô đó mình còn nhớ là vô mà chui vô mẹ tiên rồi quên hết. Nước nào sanh ra vẫn còn, cũng có tử cung người nữ làm cái nhiệm vụ này, gọi là xóa. Khi nào mình ở đây mình lên nước cực lạc mình sống băng, mình chưa vô mình biết nè. Nhưng mà vô rồi ra rồi thì chỉ biết tiên thôi, không còn biết người thứ hai nữa, là nó quên hết đi. Rồi, con hỏi đi. Thưa thầy, cho con hỏi tánh người thanh tịnh là như thế nào? Ai nói tánh người thanh tịnh? Tánh người thanh tịnh là muốn chủ công thanh tịnh là trong 37 pháp quán thì nó có pháp quán diệt tự định là tạo làm cho cái tánh người thanh tịnh. Người ta hiểu sai về cái này. Tánh người không có thanh tịnh, dòng cũng như giống dòng điện mà làm sao không có dòng điện nó đứng được.
mà dòng địa nó muốn đứng lên anh phải nhốt vô trong cái bình pháp quy á, nó dứt vô nó ra. Nhưng mà nên nhớ rằng nó không phải là thật, tại anh nhốt nó thôi, anh ép cho nó đứng tại chỗ này. Cái sự tập tiên mà nó phải lưu chuyển đó. Bây giờ khoa học nó chứng minh rằng, ví dụ cái dòng thức của mình, cái dòng biết của mình lúc đầu nó phải chạy còn bướng máy phải nén rồi, thì bây giờ khi khoa học nó văn minh rồi, cái điện này nó lưu lúc đầu nó phải di chuyển, còn nếu không di chuyển anh phải nhốt nó vào trong cái bình á, nó đứng đó được, muốn xài lúc nào xài ha, vô đó là đứng lại. Nhưng thì mình mới hiểu rằng cái thế giới nhân quả này lúc nào nó phải lưu chuyển, không phải không lưu chuyển nó phải đứng lại, phải đứng bằng có cái kỹ thuật đưa chứ gì, để mà mấy ông A La Hán ông ép cho ông thanh tịnh rồi thì ông tự động thành, mà ép là thanh tịnh rồi ông giác rất ra thêm nhiều, thấy cái gì cũng thấy được mới chết. Cũng như để mà bây giờ đó, ví dụ mà nó đang chạy mình không nói mà nó nhéo cho mình đã bị rồi, anh muốn chạy là anh muốn chạy kiểu gì chạy. Nên người ta tưởng đâu có đó là thật, chứ sự thật nó còn nhỏ lắm, người ta không hiểu cái này. Chứ ở trong cái này cái tánh Phật thì nó hằng thanh tịnh, nó là vì mới hiểu nguyên tắc cái đất này. Con người tứ đại là do dương một của âm dương sinh ra nổ mẹ nó tạo thành. Tánh con người do cái điện từ âm dương nó cuốn hút, nó phát ra 16 thứ gọi là tánh người, để gì? Nó phục vụ cho cái, nó phục vụ cho cái tánh Phật ham mượn thân con người tạo công đức. Nhưng mà không tạo được là lý do tánh con người là nó tưởng, tại cái ông kia ông quên rồi mà tưởng gì làm đấy. Đến khi nào mà quyền ký ra rồi ta mới chỉ, ai hết lắm nghe được cái này ngào vô mới nhớ được được. Còn nếu mà quyền ký không ra ngồi đó tôi cũng được. Bởi vì tôi nói thiệt là từ khi ông Thích Ca mà ông nhập Niết Bàn, ông dám nói ông Tổ, và ông Tổ có nhiệm vụ riêng, không ai giải thoát được đâu. Mà bây giờ mình nói tới chuyện giải thoát thì người ta chửi là chuyện đó đúng rồi. Ông Phật bảo mình phải có cái tâm tài lực mới nói được cái này, còn anh không có cái này thì đừng có nói. Nó hồn mà chạy là ta đừng có nói. Thế vì thế mà, vì thế mà cái đạo Phật năm pháp môn đầu thì từ khi được Phật nhập Niết Bàn tới nay có vẫn còn, nhưng mà nó biến tướng hết. Từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa hoàn toàn biến tướng hết. Chỉ có cái thiền tông đợi mấy ngàn năm sau có công bố ra, mà công bố ra giới chưa có bao nhiêu người đâu. Bởi vì ông Phật nó khi mà một quy ký đi ra giới chưa tới 10.000 người về Phật giới, nên nhớ số rất ít chứ không ít đâu. Bây giờ 7-8 tỷ người trên đất này, 7-8 tỷ người, hơn lắm là người Việt Nam mới hiểu cái này. Bây giờ người Trung Quốc, qua người Pháp, người Mỹ, người Đức làm sao hiểu cái này? Cái mấy người ta phải đi luân hồi theo cái tự nhiên của người ta. Rồi câu hỏi tiếp đi. Có ai hỏi gì đâu mà hết câu hỏi hả? Dạ con tên Bình ở một khóa, con xin hỏi hai câu. Trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói: tu hạnh đại thừa là ta đã diệt độ cho tất cả các kiếp sinh mà ta không thấy diệt độ, xin thầy giải thích hiệu. Lặp lại. Phải là Đức Phật nói là độ vô số chúng sanh mà không thấy một chúng sanh diệt độ, phải không? Cái đó là ở trong kinh Kim Cang là ý là cái tưởng phát ra bao nhiêu dẹp đó, dẹp là độ đưa vô mà không thấy con chúng sanh, đó là cái bốn cái tưởng mà trong kinh Kim Cang nói câu đó. Cái bằng mà độ vô số chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh diệt độ, thì ông đã an đủ tâm và hàng phục tâm rồi. Trả lời cho ông Tu Bồ Đề, ông Bồ Đề muốn hỏi như này thì có nghĩa là ông dẹp hết cái dòng tưởng ông đi, là ông trở về cái nguyên si thanh tịnh. Thì mà ông thấy ông mấy ông đó có thiệt không? Quan tâm đâu. Thì trong Kinh Cang muốn nói vậy, là cái câu này là Đức Phật trả lời cho ông Tu Bồ Đề.
về cái vấn đề mà độ tất cả chúng ta. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, câu thứ hai con xin hỏi, trong kinh ca Đức Phật nói sa lìa là bốn tướng, xin thầy giải cho con hiểu. Trong kinh ca Đức Phật nói sa lìa bốn tướng, xin thầy giải đáp cho. Tướng là tướng chúng sanh, tướng tội giả, trật ta liệt này. Cái tướng mà trên thế gian này là có bốn tướng, lìa hết không có xài nữa. Đây là ổng dạy trong cái dụng công tu hành, nên nhớ là kinh Kim Cang là dụng công tu hành nha. Kinh Kim Cang nó không có nằm ở trong cái thiền tông mà nó nằm trong kinh Đại Thừa. Đại Thừa là chỉ cho mênh mông rộng lớn và giải thích được tất cả những gì trên thế đất này, hoàn toàn không về Phật giới. Vì thế mà kinh Kim Cang không nhắc đến chữ công đức. Kinh Kim Cang là dạy vấn đề tu tập tu hành. Bây giờ con người ta thích tu hành để dạy cách tu hành nha. Còn bây giờ thiền tông nó không có số mạnh. Tâm thiền tông là không, bởi vì thế giới này không có tu được. Nếu mà tu là nó dính vào nhân quả. Vì thế mà tất cả 12 quyển kinh thì nói về vấn đề mà chứng đắc thôi, giờ hoặc là giảng cái này giảng cái kia thôi. Còn muốn trở về Phật giới thì phải là quyền ký của Đức Phật. Mà quyền ký đã tôi nói rồi, nó chắc từ trong giáo lý Đạo Phật đi làm. Tại làm sao mà 10 ông thầy đi giảng đạo, một quyển kinh Kim Cang thôi, 10 ông giảng 10 kiểu, ông nào giống ông nào. Tại vì nó không nắm được cái giáo lý, hoặc là không nắm được căn bản giáo lý Đạo Phật. Mà Đạo Phật có giáo lý thì chỉ nằm ở trong cư quyển gọi là thiền tông nó có thôi. Vì thế mà trong đó Đức Phật gọi là Đạo Phật Thiền Tông. Vì thế mà tại sao cái chùa này đầu tiên lập ra phải vào giáo hội để tìm giáo hội, để nương cái giáo hội này mới cắt được cái chùa, được phổ biến ra từ căn bản. Khi công bố quyền kỹ ra là phải rút ra khỏi giáo hội. Đây là tôi nói thật là ông Phật đã chỉ chiều đường. Vì thế mà trong lúc mà giáo hội nó ép mạnh quá là từ Phật chính đã yêu cầu tôi rút, ngưng ra, đừng có nói nữa. Mà nói thì nói nhé, chứ đâu tôi nói thật là bây giờ khi mà đọc đầu tôi thành, tôi đã nhận cái này rồi, nó từng giai đoạn của Phật có chỉ từ bước đi hết chứ không phải không. Thành tôi mới ra, chứ nếu mà tôi mà tối thùi tôi đi mà chắc té xăm té ao chứ không có tôi. Người ta không hiểu. Thì bây giờ mình ôn trở lại là tại sao thiền tông nó ra đời được, công bố được quyền kỹ này. Quan trọng nhất là công bố quyền kỹ. Công bố quyền kỹ là sau nhiệm vụ của một người có trách nhiệm này đó. Thì bây giờ thôi, ai cũng cấm làm gì làm không thành tiền đề nữa. Tôi đã nói rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi dẫn cho cái dạng, bây giờ tôi không nói, tôi đâu cần. Anh cũng biết hay gì đó, quyền ký lấy ra được đồng còn biết hết, được biết rồi. Đâu cần gì, hồi xưa mình không biết cái tam giới là cái gì, chừng quyền ký nói tam giới rồi. Rồi ông Thượng Đế ở đâu, ông Ngọc Hoàng ở đâu, ông nói đâu, sức ở đâu, được vậy đó. Nếu mà giờ có người nào có giỏi, làm cái mô hình mình rồi đi trên đó là luân hồi, làm cái mô hình từ đến đất luân hồi, ai giỏi làm ở đây. Mà chắc chỉ có nước là bằng 3D, 4D thôi chứ không có chịu lên. Mà chắc chắc làm nổi rồi. Nếu giờ chắc là làm nổi, nếu mà làm mà làm sao, làm sao mà đắp cái cõi trời rồi vô sát được. Lên cái 10 tầng lầu đó cũng muốn sụp rỡ. Rồi con hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu cuối cùng. Theo con biết thầy đã viết vào 10 sách kinh đó mà chỉ có phần nửa của sách quyền ký. Vậy con xin hỏi, nếu như con muốn tìm hiểu hết quyền ký của Phật, dạ con có tìm hiểu được không? Tức là bác viết 10 quyển sách thì có 50% ở trong cái quyển quyền ký. Anh này muốn tìm hiểu hết 100% quyển quyền ký có được hay không?
Hôm trước không ai có hỏi tôi nói là bây giờ anh có quen với chính phủ trung ương á. Là ngày đó tôi đọc tôi viết ông la lên. Chứ tôi cũng dám. Không phải 50% là 60%. 60% nói 40% dọc. Dành gian rồi. Tôi kêu mất công nào đăng lại cái giấy này là tôi đọc nhiều nên nhớ lắm. Phổ biến này phải có báo chí rồi luật sư viên bản gì đó đọc mời ban ngành đoàn thể đến đây. Tự tôi đọc lén rồi mấy ông la lên. Dám không? Tôi nói thiệt là mới có 60% mà nó chửi rồi. Mà nó đòi giết tôi là nhưng mà tôi nói là có cái số mạng tôi nó chưa tới. Thế nó đúng mà tôi coi cái chỉ tay tôi mà chết là tôi biết thiệt. Bây giờ tôi có chạy cũng không thoát khỏi nữa. Tôi nói thiệt. Nó hù hù chứ tôi lại cái bàn tay ra một cái đầu chưa tới cũng sao nói không đâu chừng nào mà nó cắt ngang một cái giống như coi trên cái bản Google mà cái xe nó chạy tới cái cầu nó mới sập rồi anh chạy tới trung chúa thì nó là nếu muốn nghe 40% nữa thì với điều kiện tôi không nói ai gọi là con có cái lực nhất để trên cái nước này nói là tôi đọc cho anh viết cho tôi trốn tới bữa đó tôi cũng trốn nhưng tôi đọc rồi nhưng mà tôi nói nha khi mà tôi đọc á một chuyện đó thì người đó phải kiểm lại tôi có đúng không rồi cho tôi cho tất cả những người nào nói cái đọc vẽ cái câu chuyện tôi nói cái lời tôi nói là không phải tôi nói rất khoa học tôi chứng minh tôi dẫn chứng rõ ràng luôn chứ không phải trốn đâu à, nên gàng mà. Rồi đó có ông nào cũng hỏi ông lên đề gì ông kiếm mà đến này mấy tháng không thấy ai vì thế mà cái này không nói được bằng thực tế rõ ràng nhưng mà mình không dám đây là thế gian đây mà là lời thật bất lòng và bất lòng mà nó mà nó không có thế lực nó chửi đâu chứ còn bất lòng mà nó có quyền thế nên nó làm bên chết luôn rồi nói tiếp đi. Tham mô tài áp dụng bổn sự ca mâu ni Phật đến bậc thầy và các đức đệ trong cái con đường mà trở về Phật giới đó là nó căn bản đâu không ba tính căn bản đó nhưng mà quan trọng nhất là cái công đức mà con cũng xin không phải tự cao ngã mạn nhưng mà mình cũng thắc mắc cái chỗ này thì hôm trước thầy cũng có giảng á mình không cần phải làm những gì mà phải kêu bằng khó khăn lắm chỉ cần mình cái cuốn sách mình cho cái người đó người ta đang nói chuyện với mình á mình á thôi cho về mượn giờ đọc coi có hiểu cái nào gì đó để tôi hỏi về một phần còn một phần nữa con thấy giống như thí dụ bây giờ thí dụ điển hình đi điển hình là người ta mình không biết mình phải là ba la mật chính chỗ này phải ba la mật mới được chứ nói về cái tánh người á là không được mình cứ giống như mình để cái tịnh tài ra 10 cái quyển kinh đó rồi á có thể 10 cái người đó con đã nói là ba la mật nhưng mà tới cái lúc nào đó cái người đó thì sao đó sẽ hiểu cái chỗ đó rồi mình cũng có một cái thành công đức thôi con đã nghe rõ như vậy rồi chừng nào người ta mà đạt được tới cái chỗ bí mật thiền tông hoặc là bể tấn thanh tịnh đó là mình mới trọn vẹn công đức nhưng mà thí dụ mình cái người mà đọc đó người ta đã hiểu một phần nào trong cái quyển kinh đó thì mình có đã một phần công đức nhưng mà điểm chánh của con á nếu mà bây giờ mình á thế gian này nó tấm người nó nhiều quá chính là những cái người bạn của con đã đem 10 quyển sách kinh đó tới cái chỗ á bán đồ chai hay là những cái chỗ gì mà có cái cơ thuận tiện để cho những người ta thích đọc tiền tội nhưng mà cũng không thể được
thì bây giờ con đã nói là ba la mật thì đã biết như vậy, bây giờ mình cứ hả, mình cũng đâu có giàu hơn ai, nhưng mình tâm tâm tối tối mình cứ để cái tịnh tài của mình giúp chứng nhân một quyển kinh, hai quyển kinh hoặc mười quyển kinh cho những người nào người ta có đủ duyên người ta đọc, thì cái đó mình có được cái phần công đức đó không? Giờ xin thầy cho con hiểu rõ cái phần này, xin hết. Nó tạo công đức á, nhiều ít không cần biết, nhưng mà mình làm sao cho cái người đó hiểu này thì một phần công đức. Giống như là người đó hiểu mình được một đồng, mười người hiểu mười đồng, mà chỉ số mình về Phật giới một triệu đồng thì làm sao đây? Mình không biết làm sao. Bởi vậy thành ra bây giờ nói ra mà nếu mà muốn phổ biến này không phải là dễ đâu, là vì người ta sống hoàn toàn bằng thế giới vật lý, ta sống bằng cái tưởng, người ta không cách nào mà thoát. Bởi ông Phật còn không thể độ được mà mình bây giờ thành ông có chỉ cái cách đó là đời này mới trình bày ra được những cái gì mà ngày xưa Đức Phật muốn nói mà người ta không đồng ý, bây giờ mình phải đưa những cái ví dụ ra thì người ta mới đồng ý. Mà bây giờ tôi không biết, bây giờ giống như là bây giờ một cái đám đó là một triệu cái đèn mà nó lú tim lên bao nhiêu cái mình vừa lửa là nó cháy hết, còn có đèn nhưng mà nó không lú lên sao, đưa lưỡi lên nó cũng cháy được. Thì cái này là do cái mình, nhưng mà ông Phật bảo vậy, bảo một cái cách mà tạo công đức nhiều nhất đó, là làm sao giúp người ta đừng có nhiệt tình quá. Bây giờ nói thật, ví dụ mà người ta có cái công đức sẵn hoặc là ngoài Di Đà thọ ký rồi đó, cô chỉ cần đưa pháp quan nó nhận liền. Còn thứ mà bởi vì cái tim đèn mà nằm ở dưới cái ống tim rồi đó, đốt nó còn cháy nữa, làm sao vậy? Nhưng mà bây giờ đó, tất cả những người mà muốn tạo công đức thì phải học cái thuật đó là thứ nhất, bất cứ ai hỏi cái gì bây giờ trước khi mình đừng có vô mình nói cái vụ này. Bây giờ thấy người ta hỏi chứ, người ta tu hỏi chứ bây giờ tu đã bao lâu rồi ha, tu cũng muốn tu chỉ giúp tôi. Tôi tu được 10 năm chứ mà tu để được cái gì, chỉ giúp tôi năn nỉ người ta nó giúp tôi giải thoát, chỉ biết giải thoát chưa, chỉ giúp tôi mò đó. Tới đó mà người ta đứng rồi thì thôi mình khỏi nói. Còn nếu mà tôi biết rồi, đâu, chị nói tôi nghe, chị dạy tôi, anh dạy tôi. Nếu mà ta dám mở mà đúng, thì nếu mà ta nói sai, thì nói, tôi nghe không phải vậy, mình chỉnh người ta từ từ. Nếu mà ta thật tình người ta muốn, thì bắt đầu, mình bắt đầu trở lại làm thầy. Chứ đầu tiên phải là làm trò mới được, chứ đừng có vô nhậu làm thầy trước mà được. Nghĩa là tạo điều kiện bất cứ cái gì mà trước khi mình muốn làm thầy, người ta phải hiểu được cái căn bản này, tánh người, tánh Phật, nhân quả, luân hồi. Mà cái nhiệm vụ người tu thiền tâm là cái gì? Thì trước mắt mình muốn vào thiền tâm phải đi vào bằng trí tuệ, có nghĩa là cái tí sáng suốt của mình đó. Nè, còn đi vô mà cứ gặp mù thì thôi, giống như nhắm con mắt đi thì thôi, thì mình làm sao giúp nó được? Mình phải mở được con mắt, có nghĩa là mình hiểu được cái công thức của đạo Phật này thì mới dạy người ta được, giúp người ta được. Còn nói học có hai ba chữ ABC rồi đợi lên đứng làm thầy giáo thì sao đã được, phải hiểu được căn bản này, thấy không? Thành phải hiểu được căn bản, nên nhớ rằng tất cả những cái gì mà trong đạo Phật thì tập thầy hiểu cả hết, không hết chứ giờ về đây hỏi, nên nhớ cố gắng hỏi cho nhiều lắm, phá vỡ toàn bộ đi, mình mới đầu mới giúp người ta được. Còn bây giờ mình nghe nói hay quá, cái gì cũng đưa sách, nên nhớ một điều á, cái dùng đó mà nó thờ thần một cái nha, hoặc là thiên linh gái đưa vô nó giật cuộc chết luôn. Nên nhớ tại sao nhiều người họ vô cái dùng đó mà cho họ về họ đi, họ bị điên.
ta không hiểu cái năng lực của ta. Trên trái đất này không có chỉ muốn vô chỗ nào vô đâu. Cái dùng âm quá đó, vô cái dùng mà chưa bỏ bây giờ ở Sài Gòn nó có dùng cầu dây này. Nó có cái dùng thương bông làm bùa, làm yếm bùa. Này chứ là nhào vô đây đưa. Xin lỗi nó quật rập một cái là mình té xong dòng trường chơi vô. À, mình phải hiểu cái dùng đó đừng có rớt. À, mà người ta mà chưa mua cúng mà cô lại có ép cô cũng chết. Tại vì cái người đó họ không ghét con nè mà cái câu hồn á, cái hồn ở người đâu đó dựa đó, nó bật ra. Chỉ có hồn mới dựa ra, cái người kia là đánh cô thôi chứ còn cái cô hồn đó, nó không đánh. Nhưng nó dùng tích thông để giết cô khác. Nó có nhiều cái trăm muôn ngàn kế để nó làm hại mình. Thì bây giờ nói tóm ra, mình cứ giúp một cách bình thường, nhưng mà trước mặt đừng có khoe mình tu thiền tâm tâm. Đưa Nguyễn Trần Nhân Tông nói vậy, chị làm ơn chị đọc vậy thì tôi nghe vậy. Ông nói tôi không hiểu vậy thôi, thử thôi. Đọc hết cái đó mà giải thích lại là cảm ơn cô rồi, tự nhiên là cô trở thành thầy. Còn nếu mà vô mà chửi là thôi lấy im đó lại, lấy im đó lại đừng có nói gì hết. Chứ đừng ép, đừng cương mỗi thương mấy chỗ đó là chịu đâu đâu. Thật ra thiền tông này nó khó khăn lắm rồi. Đảng nó mấy 10.000 năm mới ra một lần mà việc nói không ai nghe. Mà nói mà cho nó hỏi tự do chứ không phải nói nữa. Chứ không phải không cho hỏi, không áp đặt, thiền tông không áp đặt. Mà tất cả các nơi khác đều áp đặt. Ví dụ vô lên núi chỗ Đầu Linh không lại thì bả bẻ họng rồi. Đầu mình phải không? Nó tắt lúc nào cũng một chỗ này linh lập luôn, phải kính nể này đó. Rồi sao nếu mình không làm khu đó mình không hiểu căn bản nên mình sợ, chứ người ta hù mình phải sợ. Mình hiểu nguyên tắc cái thế đặt này rồi thì không có sợ gì hết trơn. Nếu như một cái điều kiện mình phải có cái lực không sợ, chứ không có lực nghe ta nói bắt đầu mình sợ. Thì cố gắng đi giúp người ta, đầu tiên mình là làm trò. Chừng nào mà người ta năn nỉ mình là biến thở thành thầy thì mình có con tôi giúp người ta, người ta năn nỉ còn có công việc chắc chắn 100%. Con giúp mà bữa trước nói bữa sau thấy cô không ngó cô rồi thôi dẹp dẹp đi, đừng có nói cô tiến tới một cái là cô thành đạt đức luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy, con cũng còn thắc mắc chút xíu, rồi xin thầy giải cho con. Thầy nói con đã hiểu rõ những cái phần như vậy, tức là mình cũng rõ phần nào rồi mình hỏi rồi người ta chấp nhận thì mình tiến tới. Đó, chính là cũng cách đây mấy ngày thôi. Cái người bạn con là từ đó giờ họ cũng tôi dữ lắm mà cũng đi chùa quá chừng mà cũng bạn bè gì dữ lắm mà không ai giải thích cái gì mà tự nhiên con mời bạn cũng như về nhà con chơi thì bạn cũng có nghe rồi giờ bỏ mượn thôi bỏ cái chuyện đó đi mình không nói cái công đức. Nhưng mà cái quan trọng của con nè, con thắc mắc là bây giờ tại vì á cái thùng ấy cắt miếng gì tại vì bây giờ á cái tấm người ở thế gian này nó nhiều quá, 10 tỷ người mà có 1.000 người mới được trở về Phật giới. Mà cái con đường về Phật giới mà cái công đức con thấy nó dễ mà khó mà dễ. Thì bây giờ mình thí dụ con đã nói là ba la mật rồi nha, hồi nãy con đã nói ba la mật rồi chứ không phải tự cạo ngã mạng. Cái chỗ đó con xin nói rõ cái phần đó. Để là thí dụ bây giờ nếu mà mình gặp điều kiện mà mình giúp được những người người ta hiểu như vậy, mình có công đức là tốt lắm. Còn bây giờ mình không biết người đó là ai, ở phương trời nào trong cái trái đất này. Nhưng mà chẳng hạn như ngày hôm nay, chẳng hạn nha, con nói thí dụ mà nãy giờ con cũng đã xin lỗi cái chỗ tự cao ngã mạn rồi. Thí dụ mình cũng để dành tiền đi, được chút đỉnh gì đó không biết, cái mình mới để vô trong cái chỗ mà in kinh sách, hay là mình mua mấy quyển sách thôi chứ không đủ tới 10 quyển là 600.000. Thì bây giờ mình chỉ có 100, con phải nói rõ ràng cái chỗ này.
mấy huynh đệ phải cái chỗ này tu thắc mắc mà, nhưng mà có ích lợi lắm đó. Tại vì dễ mà khó, khó mà dễ. Thì thí dụ bây giờ mình chỉ cần 100.000, hồi xưa thì nói là trong cái pháp môn mà có công đức nhiều nhất là in kinh sách. Nhưng mà bây giờ đối với Thiền Tông con hiểu, nếu mà in kinh sách người đó phải hiểu rõ cái chỗ đó. Thì bây giờ thí dụ giờ mình không có đủ 600, mình có 100-200 thôi. Mình nói thôi bây giờ bữa nay tôi như gửi cái tiền này để có ai người ta không có đủ cái tài chánh để người ta mà lấy kinh sách về người ta đọc. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, mình không cần biết cái người đó là ai, ở rừng rú hay là ở cái chỗ nào hay tận cùng gì đó, người đó đọc gì đó không biết. Nhưng mà mình tạo cái công đức đó, con thắc mắc, con hỏi thầy, xin thầy chỉ là mình có được một cái phần công đức nào không, dù nhỏ cũng được, kìa từ từ nó mới tiến tới, từ nhỏ nó mới tới số 100. Thành ra con mới nói cái chỗ á, ví dụ bây giờ mình ít mà cái người đó mình không biết ở đâu, nhưng mà từ 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 cái công đức mình có được lên, tại vì mình không chỉ rõ được cái người ta, những người đó nó ở đâu mà mình cũng không biết người ta có hiểu mình không. Cái chỗ này con xin lặp lại, coi như là thí dụ á, hai cái điểm chánh là phải ba la mật, điểm thứ nhì là không tự cao ngã mạn. Thí dụ chiều hôm nay nhân nghe buổi này nè, 10 quyển kinh là 600.000, nhưng mà không đủ cái công đức mình muốn tạo về mà mình đã biết như vậy á, thì thí dụ bây giờ mình cũng không có giàu gì, mình đã dành được 100. Mình mới nói thôi giờ 100 đừng còn phải cuốn gì đó không biết, nhưng mà cứ để đó, coi ai người ta không có đó, xin chùa giúp cho những người đó người ta đọc. Mà không biết cái người A, người B, người C, người D gì thì kệ. Mà thí dụ người ta đọc mà người ta hiểu hay là không hiểu, người ta hiểu thì cái phần công đức đó con có được từ chút, từ chút, từ cái móng tay lên cái ngón tay rồi lên cái bàn tay hay không. Thấy dễ mà không phải dễ. Những chỗ này á, huynh đệ không ai thắc mắc chỗ này, nhưng mà phải thắc mắc cái chỗ này. Cái đó tôi xin hỏi để cho cởi mở ra cho thầy giải. Bây giờ còn thầy, mình không hỏi, mình không chịu tiếp thu, mình hỏi dẫn dơ những cái gì. Cái thời gian này tiếc lắm. Rồi một ngày nào đó mình muốn hỏi, chẳng biết hỏi ai, con xin hết. Bây giờ cái tạo công đức á, nó không ép buộc mình phải mua sách. Bây giờ ở chùa nó có hai cái dạng sách tặng. Mình đừng có mua cho người ta, bây giờ một vài bộ sách đây người ta tặng. Hoặc cái Trần Văn Tông á, muốn xin bao nhiêu, nhưng mà nên nhớ đừng có cho. Để nhà mình làm cái gọi là cái thư viện nhỏ, vì cái xóm đó mà làm sao. Rồi bây giờ nó có tạo cho cái điều kiện để tạo công đức này bằng cái máy. Có tiền thì muốn có, thì lợi gì ban quản trị ta cho. Để về bảo quản cái máy này cho mượn một hai ngày. Thí dụ giờ nguyên cái xóm mình đã có 50 người đi, mà chỉ cần tôi xin lỗi 2-3 người thôi. Rồi cái 2-3 người đó hiểu rồi, nó mới truyền đi. Theo cái kiểu mà trên mạng mà rồi nó xe, nó đi nhiều. Thì bây giờ trong vài năm thì nó sẽ thương mà mình có quyết chí mình về không? Mình có tính tầm bậy không? Mình có tính hơn thua ở đâu này không? Bây giờ mình tạo nước không phải cần tiền. Mà bây giờ nếu cái máy 200 mấy đây người ta cho, mà trong cái máy là nó nén bây giờ là 12 quyển kinh, quyển sách trong đó rồi. Mà bây giờ ví dụ số cô 50 con, cô kiếm 2-3 người thôi là yên lòng. Nhưng mà yên lòng rồi cô phải hiểu rõ ràng con đường trở về Phật giới. Thứ nhất, thấy không? Chứ đừng có khoe bất cứ gì, thấy cái gì chuyển dẹp bỏ hết, tôi chỉ biết là cô về Phật giới thôi. Vì thế mà về xưa, ngày xưa có nhiều vị mà họ ngộ thiền đó. Khi mà không ngủ rồi ai hỏi gì ta không cần. Tôi nói tôi biết rồi, hỏi biết rõ ràng như vậy.
ha. Chứ còn bây giờ á, mình mà đừng có mua chi, nếu có tiền thì mua thì tốt, còn không có thì đi xin, thiếu gì ta cho. Bây giờ cô giúp người ta có công đức, chính cái người cho sách cũng có công đức, nên anh chuyển với nhau. Còn đối với những người có tiền thì mua thì không nói, nhưng mà có một điều là cố gắng giúp càng nhiều càng tốt, đừng có hao, đừng có tốn kém mới được, chứ đừng có nhiều người không có tiền đi dai đi này kia kia đó, đúng đó rồi. Không biết có công đức không, cái chấp ngã gì có công đức rồi thôi, cũng như không có gì hết, cũng như không đó, có hiểu vậy. Thì bây giờ cố gắng vậy là rất tốt, nhưng cũng có một điều là mình phải âm thầm, đừng có nói gì hết à. Thì trong mình có 5-7 người thì được rồi, nhưng mà quan trọng nhất là mình đi về biết con đường rõ ràng không. Bởi vì nghiên cứu kỹ là cái vấn đề mà lời dạo dò về Phật giới, phải nghe quy sinh kêu họ đập tới đập luôn hoài. Đó, cái lời dạo dò đó là quan trọng nhất. Rồi, có hỏi gì hỏi thêm. Con nói mà thầy chưa hiểu. Đó là con gì? Con nói cái chỗ này mà thầy chưa hiểu cái ý của con, thành ra con phải hỏi nữa. Tức là con nói vậy, con biết rồi hết cái xóm, giống như thầy nói thư viện, con cũng đồng ý như vậy. Cái tấm người nó khó lắm. Thành ra ý của mình á, ý của con nha, con chỉ biết ý của con. Thí dụ á, mình có chút xíu cái phần á, coi như mình in ra cái kinh sách cho cái người khác, cái người nào mình không biết, mà người ta đọc, tự nhiên người ta xin cái kinh của chùa hay cái gì đó, người ta đọc, người ta đọc rồi người ta hiểu. Và cái như vậy con có được chút nào phần công đức không? Nếu mà được thì con xin tiếp tục như vậy. Đó, ý là vậy đó. Không có đề đủ bổn sách mà cô có 200 chùa từ ông chùa xoay. Không phải, sai luôn. Sai luôn. Ý tôi là nói vậy nè, xin lỗi huynh. Cũng như cái công đức này mình không cần phải có 100, 200, 300, 400 gì hết. Tôi nói thẳng luôn. Hồi xưa ông thầy tôi đi về á, ông thầy mà hồi đó tôi tỉ phờ đó, ấy ra nói thẳng vấn đề ra để nó nắm rõ. Mà cái chỗ này á, huynh đệ mình nên hiểu chỗ này, chứ đừng cứ hỏi dẫn dơ nữa. Rồi á, xong á, mình cúng dường, hồi xưa là cúng dường, còn bây giờ là tiền tống hết vậy. Mất ra chỉ có 500 đồng đi tiểu á, là không được phải 1,000. Mà ông thầy ông cười liền đó. Cái đó là cái tâm của mình. Còn bây giờ hiện tại là thiền tông không cần phải dụng công, không phải cái gì phải nhiều to tát hết á. Cái tấm lòng của mình quyết chí mình trở về cái con đường Phật giới, thì mình phải nắm thẳng cái chỗ đó là quyết chí. Điểm thứ nhất, điểm thứ nhì gì thôi không giảng nữa, tự mình tìm hiểu. Nhưng mà cái công đức này con thấy nhìn vậy đó, giống như bây giờ nè, mình cái này mình mua chút xíu gì mà mình đưa ra mà mình không biết cái người đó là ai, giờ người ta đọc người ta hiểu, thì cái phần đó con có được cái phần công đức để trở về Phật giới góp từ từ lên không đó. Công đức là mình làm bằng cách gì biết mà người khác ta hiểu được, là mình có công đức thôi. Mà bởi vì tôi nói một người hiểu, nên nhớ là nói vậy nè, một người hiểu thì một phần công đức, người được truyền bí mật thiền tâm là người đó hiểu sâu hơn đó, thì mà công đức lớn hơn. Mà cái con người trở về Phật giới đó, ví dụ cô giúp mà cái người đó giờ ta về Phật giới rồi, cô có vô lượng công đức. Làm sao biết được đó? Chính cái người đó là cái gì? Đạo nhân vô tu vô chứng đó. Cái người đó, cái ông mời để về đó, ông nó có nghĩa là cúng dường cho ông thành Phật rồi, không thành vấn đề, có phước thôi. Cái ông mà chưa thành Phật, cái cúng mà ông về, cúng là gì? Đưa sách kinh cho ông đọc, mà ông hiểu được ông về, tự nhiên cô có công đức. Gọi là cúng dường đạo nhân vô tu vô chứng là cũng cái này. Thành ra đối với thế gian này cũng xây 10 kiến chùa trả thôi. Cô cúng 1,000,000 ông Phạm Phù Tăng trả thôi. Đó, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật cũng hướng dẫn cho mình rõ ràng. Nghĩa là làm sao mình giúp người ta hiểu được là một công đức nhỏ
đạt được quý Phật thiền tông và công đức lớn, trở về Phật giới là vô lượng công đức. Ba ông thành né niệm, hai ông thành cũng né được, nó thành một ông thành cũng né. Là gì? Nguyên tắc đó, ông thần đó là quản lý tánh con người, người nào mà có công lượng vô đức rồi thần cho về hết, không phải ông tử tế gì đâu, ông dám lên gần mình muốn đi đâu đi chứ thật là ông sợ điện mà 500 kV rồi biểu ông lợi rờ, ông không đâu dám rờ đâu. Thì cô có vô lượng công đức rồi thì ông không thần nào nè, không dám lại gần. Nó cái lực nó là vậy, thì quy gọi là lực vật lý. Thì bây giờ nói tóm ra, giúp càng nhiều càng tốt, càng an toàn hơn, càng nhiều thì càng an toàn trở về Phật giới. Chứ giờ mình giúp mình đâu có biết ông nào về, mà chỉ có biết người đó, hồi đó mình giúp người ta hiểu thôi. Đừng có công đức nhỏ thì đây là cái nền tảng để nó phá cái vô minh. Công đức nhỏ là nền tảng phá vô minh, nhờ có công đức mới phá vô minh được. Công đức là gì? Nó ẩn ở trong cái vỏ bọc tánh Phật, thành nó làm cho sáng ở trong cái đó ra, thành tánh Phật mới, Phật nhãn mới nhìn được, thì mới kiến tánh. Kiến tánh là cái chỗ này, tại sao ông Phật nữa, tại sao ông thấy được là ông bị tối thùi, ông không thấy. Thành ra bây giờ phải làm sao mà có cái bóng đèn nó sáng thì cái Phật nhãn mới mở ra được. À, thì ta mới gọi là kiến tánh. Kiến là tánh, là thấy bằng tánh Phật gọi là kiến tánh, chứ không phải thấy bằng tánh người. Thấy bằng tánh người gọi là phàm phu thấy, chứ không phải Phật thấy. Rồi câu hỏi gì cũng hay, tiện giải thích vậy thì cũng như tất cả cũng nên tiếp thu để gì? Nhờ những cái câu hỏi như thế mà mở rộng ra, ai hiểu được thì người nào hiểu. Chính câu hỏi mà mấy người hiểu, bao nhiêu người hỏi à, thì được bao nhiêu công đức. Cô hỏi ta rồi đưa tay lên ai hiểu. Thưa thầy, cho con hỏi, tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh nghĩa là sao thưa thầy? Làm sao biết được tâm vật lý của mình tự nhiên thanh tịnh? Tâm vật lý thì mình ép nó mới thanh tịnh chứ đâu có tự nhiên. Là vì bởi vì trong cái tiểu thừa nó có cái bốn đẳng cấp vòng thánh, nó gọi là vòng thánh. Mà tôi không nói thánh đó là ai, tôi không nói. Đẳng cấp thứ nhất, mình ngồi dụng công mà tự nhiên mình muốn cho nó vui thì tự động nó phát vui ra, gọi là dòng thánh thứ nhất, gọi là diệu lạc. Vô tự nhiên nó vui, mình thích vui nha, rồi nó mới phát ra cái vui. Cái đó là gì? Là thánh dẫn mình vô vui đó. Nhưng mà tôi biết, tôi không nói ông đó là ông nào. Cái thánh nó cho mình vui đó, chứ không phải vậy đâu. Chứ không phải ông thần à, tôi nói là thần là khác, thánh là khác. Rồi bây giờ mình tu cái bốn thứ hai, gọi là bốn quả thánh của Thanh Văn á. Vui rồi, cái bây giờ nói vui mà mình phải dụng công đó thì nó mới vui, không dụng công nó không vui. Thì phải tu làm sao ép cho nó đến, mà đến cái độ mà nó vui mà mình đừng dụng công, mà nó tự động nó vui. Đạt được cái đó là gọi là dòng thánh thứ hai, là ly hỷ diệu lạc. Tức là tôi không có ép nó mà nó vẫn vui. Đó là dòng thánh thứ hai. Rồi dòng thánh thứ ba là sao? Nó đang vui, nhưng mà nó đang vui mà không ép nó vui, nhưng mà đưa nó vào cái thanh tịnh. Nó vui và vui trong thanh tịnh. Cái đó là quả thánh thứ ba đó. Mà cái đó là thánh thứ ba. Còn cái thánh thứ tư đó, nhập vào cái diệu lạc mà thanh tịnh ở đó, thành đó là thánh thứ tư A La Hán đó. Đó bây giờ mình mới hiểu được cái nguyên tắc của đó, chứ không có cái tánh mà tự nhiên thanh tịnh được, phải ép đó. Tánh mình là cái tánh gì quay theo cái dòng điện từ, làm sao nếu mà mình ép nó dừng. Thì bởi vậy nãy tôi nói là ép giống như nhốt cái điện vô trong mình đắc quy, chứ sự thật cái điện nó phải luân chuyển.
Nó phải hiểu này chứ, được cái tánh không có khả nào thanh tịnh, mà chỉ có cái tánh Phật nó tự nhiên thanh tịnh, nhưng mà hoàn toàn vô thế giới này không biết, không ai biết tánh Phật. Mà biểu, mà dần, nếu mà nói mà ép cho tánh Phật thanh tịnh mình càng chết, nó bị sai, thế giới vật lý không có ép được cái gì đấy. Bởi vậy thành ra bây giờ muốn tu theo đạo Phật đó, phải hiểu cái căn bản này. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả, luân hồi, vật lý, điện từ, âm dương, phải hiểu cái đó rồi. Bất cứ một hành động, một cử chỉ nhỏ nào đều rồi tạo nhân quả hết. Vì thế mà ông Phật không cho học pháp này, không cho tu. Nên tu là bị nhân quả đó. Mà bây giờ thứ nhất vô đây quyền ký Đức Phật đưa ra phải học công thức, học học quy luật nhân quả luân hồi, công thức và cách thoát ra, đó là đạo Phật thiền tông. Chỉ có như vậy thôi chứ không có, nhưng mà thoát ra thì phải có thích về không, hay là còn thích đi nữa, đi nữa thì không, thì không về, không về được đó. Mình phải hiểu này. Thành ra trả lời về cái tánh người không thanh tịnh được, mà muốn thanh tịnh phải ép, ép nó đi vào A-la-hán, vào trong bốn quả thánh. Mà nên nhớ là tôi nói là bốn quả thánh nha. Thánh, thánh là ai trong biết, tôi cũng nói quan trọng nhất là tại sao trong thế giới này ta gọi là thánh thần. Thần là cái gì? Thần là thực thi nhân quả. Thánh là cái gì? Thánh là hiện tượng, muốn vui cho vui, muốn buồn cho buồn là thánh đó. Đó, tôi không nói ai. Chừng nào mà tới tới độ tôi nói cái đó ra về cho ngài. Đó, hỏi tiếp đi. Thưa thầy, người kiến tánh rồi có khi nào thối chuyển hay không? Có chứ. Kiến tánh là thấy rằng thánh Phật của mình, nhưng mà thấy cái nhà nó đẹp quá thì sao? Phải đồng thái lại giữ cái nhà này. Bây giờ ví dụ con 80 tuổi rồi, đang giàu có, bây giờ thôi về Phật giới ổn, trở lại làm cháu nội giữ cái nhà tiếp. Kiến tánh là do hiểu sự thật thôi, chứ còn có chuyện do cái tưởng. Dù anh có kiến tánh mà sử dụng cái tưởng con nhiều quá thì anh phải theo cái tưởng, thấy không? Chứ không phải. Bởi vì tôi nói là con, bởi vì tại sao trong truyền thiền ta nói con muốn về Phật giới là không, ta ham muốn về. Chứ kiến tánh mà tôi không muốn ham thì sao? Kiến tánh tạo công đức rồi, về chỉ ham muốn ở lại thì cái công đức bị bồi liền, nó thổi lên một lớp sơn liền, cũng là cây ra rồi, nhớ đó. Bởi vì khi tạo công đức cái để nguyên đi, là cái lúc nào phải ham về. Bây giờ thời cái tôi nhớ này nhớ kia, người thân mình mới vừa chết thương quá ở lại, thương là gì? Tình thương nó cột lại, là cái tình ân tình ái mà dương nghiệp sầu, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tánh tuồng, bánh xe tứ khổ quy cuồng, sinh già bệnh chết theo nguồn chuyển xây, rồi đi tiếp. Rồi sao? Làm sao thoát ra đây? Có nghĩa là phải quyết chí về, phải có công đức. Còn có công đức mà không quyết chí về, tự nhiên bồi đèn. Rồi không, mình không bồi đèn mà ông thành phải bồi bao chi để ổng tới gần mình mới được. Thì trả lời là cái tánh người hoàn toàn không thanh tịnh được. Nó bởi vì tôi nói là dòng điện từ không cách nào mà dừng ra nữa, chỉ muốn dừng phải nhốt vô đó, thời gian xài hết chứ không phải vô đó ở hoài. Rồi hỏi tiếp, có vị nào muốn hỏi không ạ? À, cho con hỏi cái mà khi mà cái hoa mình vừa rơi hoa tiêu nó xuất hiện liền, hay là mình về mình hết cái bồng đạo một mình mới công đức nhiều vừa rơi hoa tiêu xuất hiện liền? Còn mà công đức trung bình là rơi một chút hoa tiêu xuất hiện, đem hoa tiêu mà xuất hiện rồi đó thì ông Phật nhìn thấy coi ông hiện, mà cái ông thần đó ông chơi á, ông không dám mà là gần mình, nhưng mà ông cũng hiện rồi. Mà nguyên tắc á là tại sao ông Phật không can thiệp được cái này? Vì ông Phật là ở trong thế đất này gọi là thế giới nhân quả, là do vị thần quản lý.
khi nào vị thần thả thì vị Phật mới dẫn về, còn mà vị thần năm năm thần thần không dám rời là gì? Đấy là thế giới của vị thần quản lý, mình phải hiểu này. Cái nào thần thả ông Phật mới giúp, còn thần nắm rồi ông bỏ ông dám. Đó là thế giới vật lý mà nó phân định rõ ràng. Bởi vì ổng cũng từng ở trong này mấy chục tỷ năm rồi, dẫn về ông biết rồi, ông biết cái quy luật của nó rồi. Không? Nên nhớ rằng cái gì thế giới vật lý phải để cho vật lý vậy, mình không có xen vô được. Đừng có tưởng đâu tôi là thật rồi muốn làm gì làm cũng được. Ông làm kiểu là ông vi phạm, vi phạm luật pháp của thế giới nhân quả này đó. Rồi hỏi tiếp đi. Nam mô Di Đà Phật. Xin cho con hỏi, khi tâm con thanh tịnh, con lọt vào bảy tánh, mà trong một sát na, và lọt vào bảy tánh mà cũng văng ra trong một sát na, nhưng mà khi con văng ra tự nhiên trong tâm con có nổi lên một bài kệ là con chúng sinh động, hư không nào có tướng, bụi trần đâu dính được, tâm ta cũng như vậy, chưa hề dính bụi trần. Là tự nhiên con lọt vào bảy tánh chút xíu là nó cũng văng ra liền, nhưng mà tự nhiên trong bài kệ đó nổi lên liền. Cho con hỏi tại sao con không lọt vô luôn, mà tại là lọt vô trong một sát na mà lại văng ra một sát na, mà sao không ở trong đó luôn? Nam mô Di Đà Phật. Lặp lại. Tức là anh này nói ảnh vô tình ảnh lọt vào bể tánh thanh tịnh trong một sát na, mà khi mà ảnh vừa rơi vào bể tánh thanh tịnh thì ảnh vừa rơi vào thì ảnh văng ra liền luôn, cũng trong một sát na. Mà khi mà ảnh vừa văng ra đó thì ảnh lại có ảnh liền luôn xuất kệ. Ảnh muốn hỏi bác đó là tại sao ảnh không rơi vào đó luôn mà phải bị văng ra. Bây giờ mình muốn mà vào bể tánh thông đâu có dễ, đâu có dễ dàng. Có nghĩa là trước đây á, mình từ mơ ước à, mơ ước đọc sách mơ ước thấy hoặc là để rơi thì nó rơi thiệt. Nhưng mà nên nhớ rằng cái đó là vị thánh cho mình thấy, tôi không nói thầy mà cho vị thánh cho mình thấy. Mà đâu có chuyện mà rơi vô mà văng ra, không có cái chuyện là thế giới này. Có nghĩa là mình tất cả những gì mà mình thấy thanh tịnh là mình cảm nhận được. Nhưng mà nên nhớ rằng khi mình có công đức rồi đó, mình kiến tánh thường xuyên kiến tánh. Còn nếu không có công đức thì cũng kiến tánh đó, nhưng mà kiến tánh cho vị thánh giúp mình. Với vị thánh đó là tôi không nói. Nên nhớ là có nghĩa là mình tự nhiên vào đó là do vị thánh đúng. Mà do gì? Thì do cái tưởng mình lúc trước đủ duyên, vị thánh có thể giúp mình. Người ta chết sẽ chết cái vụ này nhiều lắm, chết cái vụ rời à, chứ không phải dễ đâu. Thời Đức Phật mấy ngàn người mà có một ông Xá Lợi Phất, ông rơi, ông nhận gọi là rơi chứ sự thật ông nhìn thấy, ông Phật nhãn mà nhờ Đức Phật bổ siêu đại thần lực phụ giúp mà cái công đức ông mới sáng ra, rồi mới nhìn thấy về Phật giới, gọi là thấy về Phật giới. Rơi thì phải rơi vào trung tâm vận hành luân hồi, mà rơi vô đó rồi thôi không có ra. Vô đó mà trung ấm thân nó mở ra nó tiêu rồi thì mình về luôn, chứ không có chi trở lại đây đâu à. Còn trở lại đây thì sao? Kinh Kim Cang đã nói rồi, thấy cái gì có chứng đắc đó là không phải mình rồi. Cái Kim Cang nó chỉ cho thế đâu à. Thành ra con sử dụng cái danh từ nó không có đúng, không phải đúng. Mà thí dụ con cảm nhận được, cảm nhận thì được, đúng rồi, cảm nhận cái mắt. Nhưng mà tôi nói cảm nhận đó là ai? Thánh giúp con đó. Còn thánh nào thì đi lục tài liệu ra biết. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, cho cái lúc mà ấy mà sao con lại hiện lên câu cãi là do lý do gì con lại hiện lên câu cãi à, con có dự cái diễn đàn không?
kể nó có hai cái loại, từ tánh Phật thanh tịnh và từ tánh cô hồn muốn hoặc con kể nó đầm đọc ra đi, tôi biết thế nào tôi chỉ rồi. Nó có hai cái bài kể nha. Cái kể đó làm cái gì? Trong diễn đàn ta đã nói cái loại kể xuất phát từ tánh Phật nó khác, xuất phát từ tánh hồn nữa, cô hồn nó khác. Còn mà xuất phát từ cái tánh đẳng cấp nó khác, gọi là tánh phạm phu copy á, mình đây gọi là photo copy á. Rồi con xin đặt cái bài cải đó lên lại cứ đầu. Hư không nào có tướng, bụi trần đâu dính được, tâm ta cũng như vậy, chưa hề dính bụi trần. Đây là tánh người ăn cắp. Ăn cắp trong mấy kinh đại thừa là tánh người ạ. Bởi vì tại sao tâm ta không dính bụi trần là gì? Cái đấy là mấy cái ông thầy tu vật lý ông nói. Chứ là làm gì tâm ra không dính bụi trần, ở trong này không có làm gì không dính nữa đó. Cái đó là gọi là cái tưởng của tánh người nó xuất phát ra. Tại vì con nhận diện trong cái tâm chân thật của con á là không có dính. Bây giờ con nói tại tâm tánh chân thật cái gì, tâm chân thật cái gì, sao con nói cái nào chân thật của con đâu? Cái sự hiện lương của con là đã hồi nãy tôi nói là tứ đại giai không, ngũ quẩn giai không, mà sao gì nào thiệt đâu, con suy nghĩ chỗ nào thiệt. Con mà lúc con nhớ vô thanh tịnh gì đó là tự nhiên không, không đã, tôi nói cho con rồi cái tánh mà tánh, bởi vì tất cả mà nói cái vấn đề trong cái thế gian này gọi là con, gọi là trong cái thơ con là ngâm khúc quán, nó nằm trong cái này. Gọi là ngâm khúc quán, nó nằm ở trong cái thơ ngâm khúc quán, có nghĩa là nói được cái cái thế gian này, cái thế gian giả dối, trong cái giả dối nó có cái chân thật, nhưng mà nên nhớ rằng cái chân thật nó chưa đạt đến cái cảnh giới của tánh Phật. Tánh Phật nó nói khác, tánh Phật nó dẹp, nó không nói vụ này. Tất cả những thơ từ nói ra thì tôi giải thích cho nghe, nó nằm từ chỗ nào xuất phát ra tôi nói cho nghe. Rồi con thắc mắc thôi tí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, bạch tất cả đoàn ta, con xin hỏi vài câu. Ngày trước con đi tu ở bên Tịnh Độ thì không phải cúng cha mẹ chi cả, cứ đến dằm tháng 7 là đem tiền đến cho ông thầy, ông nó cúng rồi sao ông cúng. Còn ông nói rằng là không phải cúng ai hết, chỉ có đem tiền đến dằm tháng 7 là ông nói cho cứu hiền thất tổ ăn thôi. Còn ông nói cứ đem tiền đến đây để cứu người cứu vật thì ông giết vật đi, thì để ông nó cứu cả người cả vật cho, thì như thế có đúng hay không? Thứ hai nữa, đến khi mà bủa báo thân 100 tuổi thì có phải chín cúng 49 ngày hay không? Quên xin bạch thầy. Em đọc là cái câu số 1 đầu của cô nha con. Bây giờ cái cúng rằm tháng 7 là cúng cái gì biết không? Thì ta nói là tháng 7 ngày rằm xá tội dân nhân, cúng vào chúng của cô hồn dân nhân. Rằm tháng 7 là xá tội, cúng mấy cái người đó nó ra hết bản á. Giống như là thế gian mình là 2 tháng 9 là quốc khánh á, ta có gì ta xóa tội với mấy người đấy, thì người đó ra ra thì bây giờ không có hành trang về thì phải cúng người đó, thì cho mấy người đó ta ra ta ăn ngày rằm tháng 7. Thì giống như mình ở Việt Nam mình là lễ quốc khánh, trước khi mình ra lại trước mấy cái cửa nhốt tù á, người ta ra có tiền cho người ta tiền về xe. Gọi là đúng là đúng thì đúng chứ không cúng là cúng, cúng đó là gọi là cúng cô hồn nói ra nó rồi. Bởi vì trong kinh Đức Phật nó nói rõ ràng cái thầm nó bảo là cúng cô hồn chứ đâu phải cúng Phật. Phật ở đâu thế giới này mà ăn, còn thầy ổng muốn nói gì cũng nói là cái chuyện của ổng. Chứ nãy bây giờ nói
đưa tiền ra tôi cúng cái hồn cô đâu có được, mà phải nói cúng Phật thì con mới đưa á, phải không? Còn cái chuyện mà nhân quả thế nào thì chuyện ổng của ổng cũng biết. Còn cái thứ hai là cái gì? Khi chết, khi người đó chết có cần cúng bốn? Thì bây giờ nếu thư thiền tông á thì phải hiểu thế này. Nói đúng ra là lục đạo luân hồi, sáu con đường luân hồi, cõi trời và nước tịnh độ tính là một. Nếu mà gia đình cô tu tịnh độ gì, giảng sanh thị độ rồi, trong vòng mới vừa bước ra thì ta bay về thần cũng quăng rồi, còn ngồi đâu đây ăn cúng. Nên là lên cõi trời không có cúng nè. Nếu cúng ông nào nói cúng là không đúng. Ủa nếu tu mà duy nhất ở trái đất này, nếu mà để nhân quả kết làm súc sanh, đạp liền vô loại súc sanh, đầu thai vô làm súc sanh, không lẽ cúng súc sanh ăn rồi sao? Duy nhất chỉ cúng là cái loài ngạ quỷ, là cái nơi phân định thai loài. Trong 49 ngày phân định trên trái đất này, sáu đường luân hồi, duy nhất chỉ cúng của loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Là quỷ là trưởng của hồn đó. Muốn làm cô hồn, vừa chết muốn làm cô hồn thì vô đây. Hai, không làm cô hồn, vô dòng tập đi theo ông thần quản lý á, ông dẫn mình đi luân hồi nữa. Có hai con đường đi, cúng là cúng cái loại ngạ quỷ thôi, và muốn ông bà mình thành ngạ quỷ thì cái cúng. Nhưng mà đây là cúng có 49 ngày thôi, 49 ngày là bắt buộc phải đi. Có nhiều khi 2-3 ngày ta đi rồi, nhưng mà thôi mình cúng cho chắc ăn đi. Cúng thì bằng cúng chặn đầu á, cúng lâu nhất á. À, thử thật, nếu mà đã trả về nhân quả làm súc sanh địa ngục thôi không có dù cúng. Xuống địa ngục thì xuống dưới thì ăn theo cái mùi khác. Trên mình cúng là cái mùi khác, cái mùi mà cúng của mình á là cúng cho hai cái loại, một là cô hồn, hai là thần, vậy thôi. Chứ còn cúng thì nếu mà mình cúng mà muốn cho cúng ông bà mình, là mình cúng là muốn cho ông bà mình làm rồi ngạ quỷ á, làm của hồn á, mình muốn cúng. Còn nếu đã vô dòng tộc rồi, 49 ngày đó rồi con cháu nấu nướng gì đó lỡ ăn trước, đâu phải ngồi với bạn với mình ăn đâu, ngửi cái là xong rồi đi rồi đó. Phải hiểu cái nguyên tắc đó. Còn bây giờ tu tịnh độ mình phải hiểu rồi, thì phải giảng sanh lên nước A Di Đà sống, thì lên đó là 10 ngàn trở xuống. Nếu mà không đi đâu lên nước tịnh độ tốt là gì? Đúng, lên trở ráng học đi, học giải thoát A Di Đà mà ổng thọ ký rồi thì về đây mới gặp thiền tông mới nhào vô được. Còn nếu mà lên đó mà không ngộ thiền thôi cũng như không, ghi lên đó đi chơi thôi. Rồi thắc mắc có hỏi tiếp gì? Cô có thỏa đáng không cô? Dạ. Cô có thỏa đáng không thầy? Bác trả lời vậy. Cô có hỏi nữa không? Thưa thầy, cho con hỏi là con hiểu cái câu mà cô hồn thì con hiểu, mà cái câu ngạ quỷ con chưa có hiểu là về ngạ quỷ là làm cái gì thầy? Giải thích cái câu ngạ quỷ cho con. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là quỷ đói. Ngạ quỷ là quỷ đói. Cái này á có nghĩa là trong cái năm loài sống chung trái đất này là loài ngạ quỷ, tất nhiên có quỷ đói. Nhưng mà anh muốn không làm quỷ đói á thì phải vô dòng tộc nha. Vô dòng tộc thì là hương hồn, hương linh gì đó. Còn ở đây ở rồi gọi là quỷ đói thì nó phải vô cái đám gọi là cô hồn cắt đảng, thì ta gọi là cô hồn. Cô hồn là gì? Dành dần dần mình thấy tại sao thế giới này mình thấy ôi thằng nó chưa buông dành dần có giống cô hồn mình phải nói như vậy, thì đó là người ta thế giới ta thí dụ vậy thôi. Ngạ quỷ là quỷ đói, tức nghĩa là tự đi kiếm ăn, còn không muốn kiếm ăn vô dòng tộc, đi đồng thai. Vô dòng tộc là bắt buộc đi đồng thai chứ không có ngồi đó mà ở ngoài đâu. Ra ngoài muốn ở đây, ra ngoài không muốn đầu thai, ra đây nè giật giành giật cái người ta ăn.
thấy không, não quỷ là quỷ đói. Thầy cho con hỏi lúc Đức Phật kiểm thiền ở núi Linh Thú thầy, tại sao ngài ngồi một chỗ mà ngài cầm cành sen, còn ở trên cõi A Di Đà là Đức Phật A Di Đà dẫn cái người đó ra đâu sen kiểm thiền cái này? Ở đây gọi là thứ thân tứ đại phải ngồi, còn bên kia là điện từ âm dương, nó đâu có ngồi được nó phải đi. Mà bây giờ nên nhớ rằng không phải là ở đây mấy ngàn người ở mức kiểm thiền không phải ngồi ổng kiểm, còn bên kia con vật đâu phải người nào chết một lần mấy ngàn người qua đâu hết tuổi thọ, người nào hết tuổi thọ ổng dẫn ra đó ổng nhổ sen đưa cho coi nè, ta cho mày cái cành nè, ông kia mà ông làm cái chuyện mình không hiểu đâu đâu. Nhưng mà tại vì ở đây ông Thích Ca ông nói mình cũng phát hiện, chứ tự nhiên đi dẫn người ra ao sen cái gì đưa cho mình cái cành sen, cái người ta không hiểu, ở người ngộ thiền ta mới hiểu, à tự nhiên nó phát ra được cái thánh Phật thanh tịnh mình đó, thì nó mới hiểu. Ngồi thì tại vì thế giới vật lý tứ đại phải ngồi, còn ở bên kia không ngồi được, nó bay không, giống như con chim ở trái đất này nó có ngồi không, con chim không ngồi, hoàn toàn nó đi nó bay không chứ nó ngồi, hoặc nó đứng hoặc nó ngồi, còn mình đi ngồi là tại thân tứ đại, mà vì ổng phải ngồi ổng mới nhổ cần sen ảnh để trước giờ mới rút ra mới rút ra hiểu không? Tại đây gọi là thế giới chậm, phải đúng theo quy định. Quay rồi kia. Nhỏ xuống đi. Quay hết pin thầy ơi. Hết pin rồi. Hết pin. Mở cái kia, mở kia ra. Dạ. Hai cái. Ủa còn có được hả? Có nói được rồi. Mở được mà. Đó đó. Thì nhận nhẹ bớt lại mới được. Nhẹ bớt lại được. Nhẹ bớt lại được. Rồi, chắc có lẽ hết giờ rồi. Hỏi tiếp đi, ráng hỏi tiếp đi. Dạ thưa thầy, con xin hỏi là con đọc cái quyền ký á, thì con hiểu là một vị thánh á, thì làm là quang minh chánh đại, còn một vị thần á, là làm công việc quang minh chánh đại, nhưng mà còn vị thánh là làm cái gì thầy? Cái vị thánh á, con hiểu là vị thánh là sao, vị thánh thì là làm sao thành một vị thánh á? Tức là thần á thì làm việc là coi như là nó quang minh chánh đại, còn mà thánh á thì làm việc gì? Cái này á, tao gọi là tao biết bọn tụng nói thì tìm đi chứ. Có ở thế gian này có người ta nói là thánh thần, có cái đạo nào gọi là thánh thần không? Biết không? Cái đạo nào? Nếu nói từ đây kìa. Thầy hỏi gì tới cái thánh thần của đạo nào? Thánh thần con thường nghe thì câu là thánh thần Amen. Con nghe ta nói như vậy rồi, con không biết. Đạo Hồi giáo không thầy? Nhưng mà theo như cái ý của con á thì con hiểu là nếu mà thà đạo thần á là làm việc á là quang minh chánh đại, nhưng mà nếu mà nói về thánh á thì con hiểu theo ý của con á nha. Con nghĩ chắc thánh là cô hồn quá, con nghĩ vậy. Theo như con nghĩ á, phải không? Chứ không phải là còn bác nói, nhưng mà ý trong cái lòng của con nghĩ như vậy. Cô hồn là những người là người ta hay làm vậy thì người ta dí thành cô hồn thôi, chứ cũng không biết là phải vậy hay không. Nói chung là con nghĩ theo ý là như là mình làm đúng, mình làm cái gì chân chánh hay là thành, nhưng mà mình cái tâm mình từ bi thì là Phật, còn mà mình làm khác, mình làm sai, làm quấy, mình làm ma, là quỷ, là thánh, là vậy đó. Theo như ý của con nghĩ vậy. Thì nói chung là coi như là Phật cũng là mình mà ma cũng là mình đó. Bây giờ ở trái đất này thì nó năm loài sống chung, thần, người, ngạ quỷ, ba cái loại này là dẫn
giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi. Thì thánh là bình thần là gì? Thần là thực thi nhân quả, người là tưởng tượng để tạo nhân quả. Còn ngạo quỷ là gì? Dẫn đi nhân quả. Bây giờ thành ra tại sao tôi nói là con, tôi không nói ai nhưng mà nữa hai coi cái con cái tôn giáo gọi là hai bên dây giáp thánh thần, thánh thánh thần thì tưởng thì hiểu thì người hỏi chứ không nói là vậy mà nó đi về tìm hiểu đó để biết thánh là tại sao ta thánh. À, thần nhãn hậu thánh tâm ai thánh tâm thần nhân ngõ mày là chào là trong cái đất này có năm loài sống chung mà giờ ba loài trên đó hai loài dưới mình cũng nói là xuất sanh địa ngục đâu làm được cái chuyện này đó phải hiểu cái thế gian người ta đã nói rõ ràng chứ không phải là ta giấu mình đâu không để còn cái chuyện là thánh là ai thì tìm cho biết. Cái người nào mà thích giết người, thích làm loạn đó là người đó lắm. Muốn hỏi cái gì nói là ông đó là thánh lắm. Rồi suy nghĩ chứ tôi cũng nói rõ là thầy trong con đi mấy cái chùa con thấy chùa người ta để cái bảng người ta ghi là thường lạc ngã tịnh là cái ý sao thầy? Thường lạc ngã tịnh á thì nó đúng rồi mấy ông thầy, đây là người ta chỉ cho cái nước tịnh độ. Thường nước tịnh độ là luôn hằng thường như vậy, lạc là luôn vui sướng. Nhưng mà lên đó cái ngã cái vị tiên nó rất lớn. Ta là gọi là ta là người ở đó lắm. Tịnh là những cái nước cực lạc lúc nào thanh tịnh. Vì thế mà ta ghi là thường lạc ngã tịnh, chỉ cho cái nước tịnh độ. Nha, thành ra ta còn người còn ở trong Phật giới không có xài cái này. Đây là xài cho thế giới nhân quả luân hồi trong tam giới. Thường là nó tình duy nhất chỉ có cái nước cực lạc mới có cái bốn danh từ này, còn ngoài ra không có, kể cả trời dục giới hoặc là ngũ sắc không có. Ngũ sắc là vui mà đúng là ngũ sắc nó có chữ lạc nhưng mà không có tịnh, nó có ngã mà nó không có tịnh. Duy nhất những nước tịnh độ có duy tịnh thôi, nói cho cái tam giới này duy nhất là chỉ cho nước A Di Đà. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa thầy, như lúc trước á, con giống như là một người bình thường, nhưng mà con chưa có biết về đạo Phật là gì hết. Thì là lúc đó nói chung là con cũng sống theo giống như bây giờ con nghe Thiền Tông thì con mới biết là 16 thứ tánh người, là cũng giống như là mình sân hay là hoặc những cái gì mà ai làm gì mình không vừa đồng mình hay sân lên, hay là hoặc là mình hay là người ta làm cái gì đó mà không hài lòng mình hay ghét bỏ đó. Thì bây giờ đó mình biết về cái Thiền Tông này rồi thì mình thích dùng cái 16 thứ tánh người. Nhưng mà khi mà con trước lúc đó đó thì con hay làm phước, giống như con nghĩ là làm phước á, là mình làm nhiều thật nhiều đi rồi lúc nào mình tu mình già mình giống như Đức Phật dạy cho mình giác ngộ giải thoát rồi đó. Con nghĩ hiểu theo vậy là lúc đó con chưa có biết Thiền Tông. Nhưng khi mà vô tình con đọc ở trong cái YouTube về Thiền Tông nói á thì giải ra đó, thì tự nhiên con bữa đầu đó con nghe có một lần cái bài Thiền Tông Đức Phật dạy là thanh tịnh thiền để giải thoát á, thì tự nhiên cái lòng con nó rất là vui mừng mà nghĩ là à thì ra là hồi nào tới giờ mình làm là toàn là phước đức không mà chúng có công đức gì hết, thì chỉ có công đức mới giải thoát được. Vậy là mình bị lầm rồi, mình làm như vậy là không có đúng rồi, vậy là mình vẫn đi luân hồi để mà làm phước hưởng phước vẫn còn luân hồi. Thì không hiểu sao mà khi con đọc được cái thanh tịnh thiền đó đó thì tự nhiên con giống như là con mừng dữ lắm. Là ý là con hỏi là nguyên nhân gì con lại như vậy, giống như con mừng mà con cảm thấy con vui mà tự nhiên con ngọn cự mình con
giống như con nói con biết rằng cái này là con biết đường về rồi, cái này là đúng, cái này mới về được, là làm vậy là phải công đức chứ không phải là phước đức, phải làm công đức mới về được. Tự nhiên con không nghĩ vậy á, con mới nhớ là đúng rồi, hồi xưa Đức Phật đi hoàng hóa 49 ngày, Đức Phật hoàng hóa là giống như là đi ban pháp cho người ta thôi, chứ Đức Phật đâu có kêu mình đi làm phước đâu. Mà tại sao bây giờ mình cứ đi làm phước quá trời, mình giống như mình đi bất cứ là cái việc gì mà nói về phước mà cái lòng từ bi mình cứ mở ra mình làm. Rồi con giúp những người già này kia tất cả luôn. Nhưng mà khi mà con nghe được cái thiện tâm này nói vậy rồi, cái tự nhiên cái lòng con không có đi làm phước được, con ngưng lại, con ngưng lại, con dừng lại liền luôn. Rồi bắt đầu con mới đi mua cái sách thiện tâm này về con đọc, rồi tìm hiểu, rồi con cũng đi ban phát cho người khác. Nhưng mà cái việc làm phước con lại ngưng lại. Cái tự nhiên cái lòng con cảm thấy con ngưng lại thì con thấy sao mình hẹp quá. Sao tự nhiên cái lòng đôi bên mình không có mở ra nữa, thì con thắc mắc như vậy á. Rồi nhưng mà khi mà đọc cái thanh tịnh thiền thì con cảm thấy là con vui mừng, rồi con nói là con biết các đường đó đi về đó, là theo giống như là con hiểu được cái lời Đức Phật dạy là phải đi ban phát quần pháp cho người ta, là đúng là mình mới đi về được. Nhưng mà sao tự nhiên lòng con cài lại cảm thấy là nó giống như nó thiếu thiếu một cái gì, giống như mình không có đi ban cái niềm vui cho người khác, tự nhiên lòng con cảm thấy nó thiếu thiếu. Có nhiều khi con đi trước lúc đó thì con đi dọc đường cũng thấy ai mà khổ quá gì đó, cái lòng con tự nhiên con đi qua rồi mà con cũng vẫn quay lại là phải giúp cái người đó cho được. Nhưng mà rồi bây giờ cái tự nhiên cái con thấy cái người đó già cả hay gì đó, con thấy người ta con muốn giúp, cái tự nhiên nhớ là cái vụ gì không, nói là bây giờ mình giúp là mình phải lên hồi nữa, cái lật cái con thôi con đi qua luôn. Nhưng mà lòng con vẫn còn ái náy như vậy đó. Nhưng mà khi nghe những cái bài pháp của bên thiền tâm nói á, thì giải thích rất là hay, con cảm nhận được luôn, mà con biết là đây đúng là cái pháp thật của Phật rồi, không có sai được cái gì hết trơn. Nói tới đâu là con hiểu tới đó, mà nói tới đâu là con xác nhận là 100%, mà con rất là muốn đi phổ biến nhiều người nghe. Nhưng mà có những người con phổ biến mà chửi con dữ lắm, người ta nói con là đủ hứng, người ta nói giống như người ta phản kháng lại vậy đó. Mà giống như trong lòng mình cảm thấy là người ta phản kháng, cái tự nhiên cái mình thấy mình giống như mình tiếc cho người ta vậy đó. Giống như mình nghĩ là mình nói, dù mình nói cỡ nào người ta cũng không chịu tin luôn. Người ta nói con là hả, đi nghe nói đi nghe ba cái pháp đâu hả này kia rồi, cái tự nhiên lòng mình cảm thấy mình hơi hối tiếc dùm cho người ta là người ta không chịu ngộ ra. Mà khi con tìm hiểu hết á thì con công nhận là cái ba con nói là bác nhân á, là bà ổng là một người là đúng là công lượng, giống như là công đức rồi công phu công quả công trình á, ổng là đúng là một người là con rất là tôn kính luôn. Cho nên con mới tìm đi năm tới nơi đây để con gặp, mà để con nói lên hết những cái lời gì mà con cảm thấy là con kính phục cái thiện tâm này, là để nói ra những cái gì sự thật á. Nhưng mà thường sự thật là hay mất lòng đúng không, nói ra là người ta cứ phản kháng lại, người ta chửi. Nhưng mà khi người ta chửi như vậy, người ta nói lại thì mình cảm thấy mình tiếc thì người ta, mà khi người ta nói dù là người ta cứ nói đại bông luôn, người ta không tìm hiểu, người ta nói thì mang cái khẩu nghiệp đúng không. Thì chính là bản thân con thì nay con lên đây là lần thứ ba rồi, cho nên cũng vì cái lời nói này con muốn nói lên tất cả những người đó, người ta muốn mình được cái gì thì người ta phải tìm hiểu cho kỹ đúng không. Để nhiều khi nói, nhiều khi á một lời nói bông quên mình nói ra không đúng thì cũng mang cái khẩu nghiệp. Mình chỉ thương cho những người đó thôi, mà cũng khuyên nói lên sự thật để mình khuyên đi. Chứ còn mình lên đây là mình chỉ nói ra những cái lời thật của mình. Không có hỏi bác là cái câu bác này như thế nào. Cái phần con vậy rồi mấy, gọi là con cảm ngộ thì con đã có công đức sẵn rồi. Chưa nào có công đức sẵn mới cảm ngộ được. Nhưng mà mình cảm ngộ mình biết mình chơi chút người ta khó lắm, thì bởi vậy mình phải về dặn. Con cảm ngộ, con hiểu được, con muốn đi giúp người ta, con làm tớ chứ đừng làm trợ làm thầy. Con làm bộ hỏi vậy thôi, để chi? Để cái người, tất cả những người nào mà con lưới con thấp với người ta, tự nhiên người ta thích. Chứ là nói gì đó bắt đầu con mới từ mới phải hỏi người ta, con mới hạ được. Nha. Thì tự nhiên con trở lên là đứng làm thầy. Tình mới có công đức, còn mới vô mà muốn là thầy mày bảo đảm rồi. Người ta cái ngã cấp mà ta không đồng ý đâu. Thành ra bây con hiểu được, con cảm ngộ, có nghĩa là trong vỏ bọc tánh phẩm con đã có công đức sẵn, hoặc là A Di Đà đã thọ ký cho con hai con đường này, không có đường nào khác. Còn nếu không có hai cái này, đừng có mong vô thì tông văn công.
thấy là vô tới cửa là chạy là chờ chửi rồi chứ đừng nói đi sâu. Thì con nói gì hết trình bày như thế luôn, nhưng mà nên nhớ rằng mình giúp người ta, mình ở thế thấp. Thế thấp là sao? Nước nó chảy về trúng, nó không kịp, nước nó chảy lên đầu mình. Mà khi mà trúng mà nó thấp được thì nó là một cái, gọi là nó có thành cái ao cho người ta tắm nó mát. Độ xuống cái thung độ nó vậy. Người ta xuống cái nước cái ao con gọi là nước cam lộ, rất mát. Khi mà con giúp được người ta rồi, người ta rất vui. Thế là thì con tự nhiên con có cái công đức. Vì ngày xưa người ta không hiểu phước đức, công đức là cái gì. Cái gì cũng đưa vô là công đức, vô cái đình, cái miệng cũng hồn công đức. Đó là tại sao ta không hiểu. Đó, thành ra mình thấy nó dở là dở chứ. Tôi nói chuyện nó vui chút xíu, nhưng mà đọc tay người ta không hiểu nữa. Nhờ rồi tôi có đi một tới một cái đền, thì trong đó nó ghi sống làm tướng, tháp làm thần là rất đúng. Thấy không? Nhưng mà có một điều là đi ra ngoài nó có cái câu thơ thế này: mình làm tướng thì người ta mới lập đền miễu thờ mình. Thì lập cái đền thì nó đúng, cũng chèn vô cái miễu, làm cái miễu là nó dở. Cái văn học nó không có rõ, nó không hiểu miễu là cái gì, đền là cái gì, chùa là cái gì, nhà thờ là người ta không hiểu. Một cái câu rất hay, nhưng mà nó chìm vô cho một vị tướng mà nó để ta cắt biểu thờ thần tướng và tướng là chết nhát. Nó sai, nó sai là cái giác học mình. Bây giờ tại vì thiền tâm nó ra để gì? Nó nói là phước đức như thế nào, công đức như thế nào, thì còn phải hiểu nguyên tắc cái này trên trái đất này nè. Trái đất này gọi là trái đất âm dương. Phước đức là dương, phước đức dương lên trên, phước đức âm ở lại. Công đức không xài trong này, bắt buộc phải đi ra. Muốn đi đâu thì tôi biết, tôi thả thì thiền tâm mới chỉ con đường đi ra. Chứ có công đức mà không rồi không chỉ rồi nha, nó sẽ lỡ đi quỳ dọc hoài luôn. Tới chừng nào Phật tới thì bước về mình biết đường đi vậy. Bởi vì thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Phước lên cõi trời, phước dương, phước âm ở trên đó. Công đức không xài trong này, muốn xài trong này phải không đây à? Thì cái công đức mới xài trong này được. Có là cái một đế để dành đó chứ. Để dành để khi nào trở về Phật giới nó bão quá rồi, âm dương nó không bao nữa thì nó về bên kia mới sử dụng được. Nè, thì con cũng có cái vậy được. Nước ốc là nó thành con là con đã có công đức sẵn, con mới cảm ngộ. Còn nó không có công đức, đừng có cảm ngộ, không có cảm ngộ thì được đâu. Rồi con muốn hỏi gì hỏi gì. Dạ thưa thầy, có một cô ở thành phố Hồ Chí Minh có gửi lời lên hỏi là cổ là thiền gia, Phật gia rồi. Cổ nói là ngồi một chỗ chỉ phát lòng từ mà để mà cầu cho chúng sanh mau biết Phật pháp thiền tâm để mà giác ngộ thành Phật thì cũng có phước rồi, không cần gì hết, thì có đúng không thầy? Con xin thưa. Một người muốn ngồi một chỗ mà chỉ cần phát ra cái lòng từ của mình thôi là đã có phước đức rồi, có vậy có đúng không thầy? Đây là Phật gia rồi, Phật gia thiền tâm, truyền bí mật rồi, và nói không cần làm gì hết, chỉ ngồi một chỗ mà phát lòng từ để cho nhân loại biết được cái pháp môn thiền tâm này cũng là có công đức rồi, không cần làm gì hết. Dạ, cháu xin hỏi thêm cái gì? Nó thánh là thánh pháp, biết không? Thánh pháp là lòng từ, làm gì có chuyện đó. Thế giới này gọi là thế giới vật lý,
dương âm, phát tâm từ để cho nó vui chứ làm gì có chuyện đó. Ông Phật cũng không dám làm cái chuyện này, đồng đồ thiền gia làm gì đâu. Con em thật, nhưng mà đó thiền gia rồi. Thôi, biết rồi, thì ông Thánh chữa rồi. Thiền gia ông Thánh chữa rồi. Ông Thánh nhập vô rồi. Thấy không? Bởi vì thế giới này, thế giới nhân quả phải suy nghĩ hành động nó mới tạo ra nhân quả. Còn ngồi đó, cái tưởng, cái đó gọi là tưởng. Tưởng là tưởng là ông Thánh nhào vô đi theo cái tưởng ông Thánh tôi cũng nói ông đạo mình là ông Thánh đó. Thì trong thế giới này ông Thánh là nào nãy có nói sư rồi chứ ngồi đây có nghĩa là thế giới này là thế giới nhân quả rõ ràng. Có làm thì phải có nhân quả, còn không làm không nhân quả. Tạo công đức phải có công đức, tạo ác đức có ác, tạo phước đức có phước đức, phải nói rõ cho rõ ràng nha. Còn cái này thì nó đúng ra theo cái danh từ người ta gọi là quý vị đó. Phải không, cô hiểu không? Rồi sao con làm? Dạ để cho con yêu lý thầy Thánh. Thôi đừng có nói mày bóng rồi lại là thưa Thánh, Thánh ta. Chà Thánh, thưa Thánh. Dạ thôi, giờ buổi diễn đáp cũng hết rồi. Hỏi còn ai hỏi nữa thì chiều. Có gì nếu mà có ai còn câu hỏi nữa thì thôi mình đầu về chiều đi. Dạ. Dạ buổi diễn đáp kết thúc, cảm ơn. Cảm ơn mời quý vị dùng bữa chơi. Mấy cây cũng còn cái gì đó đi. Lúc Đức Phật đản sanh á, ngài có nói là thiên thượng thiên hạ duy nhã độc tôn, câu nói đó là hàm ý như thế nào vậy? Thầy giải rồi mà, em sẽ mở, ai cũng đi nghe đi. Để cho thiền gia. Còn chỉ có trả lời được có 100 thì trả lời được 100 là hết khả năng rồi. Nói là cái đó dữ, bởi vì mấy người đang bị phỏng tiếp. Ông đã sanh ra, ông chỉ tay trên trời, thiên thượng là trên trời, thiên hạ thì là dưới trời, dưới trời là đâu, dưới mặt đất. Duy ngã là chỉ con người làm được tất cả, là độc tôn con người làm được tất cả. Con người làm cái gì? Giờ ai biết? Con người làm được tất cả. Muốn giải thoát được không mình không? Phải, ta hỏi con người là làm cái được cái gì? Sống của con người, một cái là con người. Nói đi. Dạ, thầy này, sống thì cũng do con người, mà chết cũng do con người gây ra này. Nói chuyện nhỏ, ta hỏi con người làm được tất cả thiên thượng là trên trời và dưới trời. Chứ phải nói tại đây không? Hiểu không? Nhảy cái chữ này mới hiểu được cái câu của Đức Phật nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc, con người làm duy ngã là cái gì? Là tánh con người đó. Là sao? Đây là dẫn đi hơn nửa đường rồi. Đây cũng xin được con ý kiến là các bạn đấy là con người làm tất cả, kể cả lên trời xuống đất, lên cả kho vật lớn là đều làm hết, là do con người ấy. Về phần giới cũng được, mà muốn làm người vô hồn được, muốn làm người xuống gần địa ngục được hết, là do con người mình làm được hết đó. Thiền gia trả lời là đó, con người làm được tất cả, độc tôn là con người, chỉ con người thôi. Con người là gì? Số một làm gì cũng được anh, làm pháp cũng được, làm cô hồn cũng được, làm thượng đế cũng được. Đã đọc tốt con người đấy, bởi vì con người làm tất cả được cái gì trên này, kể cả trái đất này quỷ diệt cũng được, mà làm cho trái đất này tốt tươi cũng được, quỷ diệt cũng được. Giờ con người muốn làm lên trời sao? Có công thức đàng hoàng, công thức lên trời chứ đâu phải đâu, không có công thức. Con làm Phật còn có công thức không chi, trời hoặc là cô hồn nhỏ quỷ diễn chuyện nhỏ thôi, con người làm được hết là vậy. Tất nhiên là cứ sinh ra thì ông bảo là con người là trên hết, làm được tất cả hết, kể cả về cuộc chơi. Nhưng mà khi về rồi là dẹp con người vô đó mất, bởi vì ông sao ông nói là
tất cả chiếu kiến ngũ quỷ vậy không, con người là quan không có gì hết, mà chỉ là cái ảo giác làm trong quy là việc lý thôi, thấy không? Mà cái chân thật của con người là cái gì? Là tánh Phật, là tất nhiên là tất cả người ta tu để gì? Một hoặc để là tìm lại cái chân thật của mình. Tu đạo Phật là tìm cái chân thật. Bởi vì thành ra tại sao mà tất cả các tôn giáo đạo trời, đạo thần, đạo tiên hoàn toàn có hai con đường. Anh sao đạo tiên chết sẽ làm tiên, đạo thần chết làm thần, đạo trời chết làm trời sẽ cao. Còn đạo Phật không phải vậy, đạo Phật muốn đi đâu đi, muốn về Phật giới cũng được, là duy ngã độc tôn, con người là số một. Trời hỏi đi, họ câu hỏi hay lắm, nếu mà ai hiểu được con có công đức đó. Có ai có hỏi gì không ạ? À, thưa thầy, câu hỏi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cái phẩm thứ 12 có tổ có em của Đức Phật Bồ Đề Đạt Đa, là Đức Phật công nhận đó là một thiện tri thức đối với Đức Phật, giúp Đức Phật có cái hạnh của người tu. Như vậy là về trong quá trình 49 năm Đức Phật thuyết Phật thuyết pháp thì mặc dù tổ Bồ Đề Đạt Đa theo phá Đức Phật, nhưng mà cuối cùng là tổ Bồ Đề Đạt Đa lại là hiện tri thức đối với Đức Phật. Như vậy Ma Dương cũng theo phá Đức Phật, như vậy là Ma Dương cũng phải là hiện tri thức đối với Đức Phật hay không? Xin thắng. Tất cả một vị Phật nào ra đời nó cũng bị nói gian cây những cái mà phá này là âm dương vật lý nó phá chứ không phải là mấy này. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa là ai? Là hiện thân để phá Đức Phật, để cho ổng có vượt qua nổi cái này không, gọi là phá cái sự thật. Bởi vì khi Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là cái gì, là một vị Bồ Tát hỗ trợ ổng để mà lập ra cái đạo này. Nếu mà không có cái vị Bồ Tát thì không có làm được đó. Còn Ma Dương là cái gì? Ma Dương là loại âm lúc anh ở trong này không có thể làm được bất cứ gì hết, thành ra cứ là khi mà Đức Phật mà về Phật giới thì ở trong này thế giới vật lý Ma Dương nó quản lý, nó không cho làm gì đâu. Vì thế mà bây giờ mình thấy nó về theo một cái chuyện bình thường. Bởi vì thế giới này thế giới vật lý chứ không phải thế giới thanh tịnh đâu, mà ông vô đeo quầy đặt dạy cái thanh tịnh trước đi về Phật giới. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng dù muốn không ông Phật cũng phải kiếm được một số ông Thích Ca, phải kiếm được một số những gì bắt buộc gì Phật nào vậy, chứ không có nhiều. Còn bây giờ về rồi không về được mình có công đức, tôi xin lỗi, có công đức ông cho tôi về tôi cũng về. Bởi vì có con người có công đức rồi thì không có ai mà cản được. Ma Dương không thành đề, Ma Dương nó sợ cái công đức lắm, để cái trời còn sợ công đức không chỉ là Ma Dương. Thành ra mình phải hiểu cái nguyên tắc đạo Phật thì không, là muốn chỉ là cái mà trong thế giới này không sử dụng được, muốn sử dụng cái công đức phải đem về Phật giới sử dụng cho đây mới xài. Còn ông muốn ai xài nữa thì tôi bôi đen thì tôi mới xài đâu. Có nghĩa dòng đen để dây trần không kéo rờ, bao cao su rờ mỏi mái luôn, không sợ. Phải hiểu cái nguyên tắc đó. Rồi còn bởi vậy tôi nói là tại sao mà cái tiền tông ra đời bị người ta chửi, đấy là cái nguyên tắc của nó. Nó đúng là bây giờ không chửi cũng không được, bắt buộc phải chửi. Chửi là ân huệ để đi chửi cái thiện, người nào chửi thiền tông này có công đức không, tôi nói thiệt chứ không có buồn người ta đâu. Bởi vậy điển hình trường hợp là cô Yến như gì chửi, ủa tại sao mà Ma giáo mà qua mấy ngàn người mà tới là nguyên cái đạo tràng mà chia nó bỏ qua đi xe cô đi hết rồi sao
bà nhờ bà chửi, chứ nếu bà làm sinh á, bà ép đứa nói vậy, không ai biết hết. Là bà chửi, bà la ung thường rồi nói rồi, bà làm nó đi kiếm nó coi. Giờ nó vô đây nhiều quá, thì bà có một đứa kia mà không đứa quyền, con đen rồi. Có nghĩa là cửa yếm giống như ông sẽ lại mất thôi. Sẽ tải thêm về đời Phật nữa mới về được. Không biết muốn về không, ông về thì cứ 10.000 năm một ông đi, tính đi. Cái đất này nay là 7 tỷ gần 8 tỷ năm rồi đó. Rồi sao? Đừng biết bao nhiêu Phật ra lợi. Thời ta tất cả những vị vận cảnh thuận cảnh đều là đúng theo thế giới vật lý này đó. Thế giới vật lý này có nghĩa là người nào mà thích ở trong này là chửi cái người mà dễ kêu mà dạy cái pháp giải thoát này. Đáng người ta thích vật lý mà ông nói kiểu này là bây giờ nếu mà thiền tông nó ra đời nói đúng trắng là không ai tu được hết, bây giờ không có cho tu, muốn giải thoát là không có tu, muốn giải thoát rồi bắt buộc phải làm. Nếu người biết giải thoát thì phải hiểu được cái quy luật của trái đất này và công thức của trái đất này cách thoát ra, và có được hiểu được cái công thức thoát ra không. Nếu người muốn trở về một giới, thứ nhất phải hiểu được công thức, rồi hiểu công thức thì phải hiểu cái quy luật của trái đất này, từ con người dạng dạng trái đất tam giới đầu Phật giới, phải hiểu được cái này thì mới hiểu được cái đạo Phật thiền tông. Còn nếu không hiểu thì chắc chắn là chửi, cho nên là chắc 100% gì thế giới vật lý của người ta mà truyền tâm là phá vật lý thì đương nhiên vật lý phải chửi. Vì thế mà trên mạng người ta chửi nhiều thì mình cũng cảm ơn chứ đừng có buồn người ta. Nó sự thật là chửi là phải cảm ơn người ta, chứ không có người ta không có gửi ai cũng theo hết thì sao được. Thế giới vật lý phải có người phản ứng lại, nghe không? Ổn thật vậy mọi người, thắc mắc hỏi tiếp. Thưa thầy, cho xin hỏi hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là thầy tiên đoán Huyền Ký có được xuất bản lần hai hay không, và Giáo Lý có được xuất bản hay không, xin thầy tiên đoán. xin thầy cho biết là Huyền Ký và Giáo Lý Thiền Tông có được xuất bản và tái bản được nữa hay không? Thầy tiên đoán. Thầy tiên đoán rồi. Tôi đọc nguyên cái văn thế này nè, trong cái Giáo Lý phía sau cùng Đức Phật cũng có dạy cái câu thế này. Khi mà Huyền Ký không tái bản thì cái Giáo Lý không xuất bản được, thì phải đợi giao cho Ma Vật Đa. Rồi tôi chủ nhật này tôi sẽ gửi cái thơ thứ hai hoàn toàn bức, tôi để cho Ma Vật Đa làm tiếp, chứ tôi cũng làm nữa hết sức rồi. Phật nói là thắc mắc hỏi thêm. Thầy em xin hỏi câu thứ hai, nếu như thầy nói như vậy thì khi mà Huyền Ký và Giáo Lý không được xuất bản theo cái quy định của, tức là theo các cái quy định của pháp luật nhà nước, mà nếu không được phép xuất bản thì thầy có xuất bản cho nội bộ trong thiền tông hay không? Cái là xuất bản nội bộ, xuất bản cho nội bộ biết là. Ông nói nếu mà không xuất bản được thì phải đợi giao lại trong kia. Còn bây giờ thì mới biết trả lời đâu, thì trong vòng cuối dịch này tôi sẽ đọc cái lá thơ thứ hai tôi gửi ông Quánh, mà tôi kỳ hạn tổng là 15 ngày không trả lời tôi gửi xin thủ tướng, mà thủ tướng làm thinh để thôi tôi giao cho kia. Có vậy thôi. Chứ giờ cái đó là ổng dạy cái câu sau cùng trong Giáo Lý, nếu mà không được thì phải là gì thế này. Cái Giáo Lý đạo Phật Thiền Tông nó ra đời nó có cái lợi thế này nè, là nó kiềm hãm cái tánh người lại. Chứ nếu mà Giáo Lý mà hiểu ra đó thì cái tánh Phật người ta mới sử dụng được. Còn nếu sử dụng được thì trái đất này nó mới lâu. Còn mà nó sử dụng tối đa tánh người thì thôi trái đất này không có được nó mấy trăm năm thì đó. Bây giờ nên đỡ đây bom bây giờ nó chuẩn bị nó thả giữa Thái Bình Dương, mà nó thả đó thì nó không phải trồi nước lên thôi, mà nó khoan lũng xuống vào ở trong cái trung tâm của trái đất luôn. Rồi
sao đây nó xì lên nó xì tối đa cái sức nóng lên thì xì nó không còn đánh đạp tay đạp trên rồi xì nghỉ đi. Cái này là khoa học nói rõ ràng, có nghĩa là nó thả cái bom gấp 1000 lần nở của Hiroshima đó, nó đập thủng cái đất luôn chứ không có giết cái tình này. Nước mà các nước dòng dòng Thái Bình Dương nó cũng chìm hết, mình cũng nằm trong Thái Bình Dương trong trại đạo gọi đó. Rồi cái đó, nếu mà nguyên khí là thì lãnh đạo biết sử dụng tính Phật thì nó giảm bớt lại, nó đúng 3000 nó đúng là Đức Phật ra đời đúng 3000 năm. Còn nếu không nó sớm hơn, cái đó mình đi ngủ sớm đâu có sao. Thế em xin hỏi câu thứ ba, cái câu hỏi này mà lúc sáng đã có đấy nhưng mà em chưa thấy được phản án, bởi vì thế này này, tức là trong cái cuộc chiến tranh mà của Việt Nam thời kỳ mà Trần Nhân Tông để chống cái quân Nguyên đấy, thì có cái lần thứ ba là lần khi mà đức vua Trần Nhân Tông đã lên Yên Tử rồi, xong sau cái nó phải quay lại để đánh quân Nguyên lần thứ ba bằng cái trên sông Bạch Đằng, chiến thắng trên sông Bạch Đằng đó, là trong vòng một đêm mà tất cả quân dân là đóng một nghìn cái cọc bằng gỗ ly và đầu bị sắt. Thế thì người ta tính đến bây giờ rất nhiều những nhà khoa học là chưa giải thích được, và bây giờ những cái cọc đấy hiện tại là sông Cầm vẫn còn ở trong cái hang này vẫn còn, đang lên đến trực tiếp chúng mình rồi, là cái cọc còn chừng có 4 mét mà người ta không hiểu là quân và dân thời đó đóng cọc xuống cái sông Bạch Đằng như thế nào mà trong vòng một đêm đóng hơn 1000 cái cọc xuống dưới lòng sông, và để cho quân Nguyên khi mà rút ra là nước thủy triều xuống trên nó đâm vào và thủng mà gây chết. Thế thì không hiểu nó đóng bằng cách nào mà đầu thì đương nhiên là vẫn không bị tù, mà đóng xuống dòng sông như thế thì đương nhiên bây giờ người ta không biết giải lý bằng cách nào mà đóng được. Và trong sử sách hầu như là mình như trước là Trung Quốc có sang nó tiêu hủy những cái văn bản lịch sử đấy như thế nào, nó khác như thế nào, bây giờ mình không có giải thích được. Thì em muốn rằng bây giờ theo như thầy, và bây giờ vua Trần Nhân Tông đã là theo Bình Thiện Tông, thì có cái thần thông nào hay là cái gì đó mà đóng cọc được cái trong một đêm? Con mới sử dụng thần thông vậy đó, mà đây là ông Trần Nhân Tông ổng nhìn thấy được, ổng biết rằng Nguyên Mông xâm lược 3 lần, lần thứ hai là ổng rút rồi, lần thứ hai là tiêu ổng toàn bộ, là lấy toàn bộ các vũ liêm xung quanh nó hết đóng cái cọc đó này, biết luôn bên kia nó qua chừng nào luôn. Ổng có cái tài này, ổng có cái tài gọi là tha tâm thao, ổng hiểu. Vì thế mà đóng cái cọc Bạch Đằng á nó dễ lắm chứ không khó đâu. Khi mà làm xong rồi đó, voi bên đây voi bên kia với hồng đỡ nước rồng thì mới dìm xuống. Nên nhớ là Bạch Đằng mà nước nó rồng thì người ta đi bộ qua được thôi. Ổng mới canh được cái nước lớn nước rồng, mà do cái công này là do cái bà bán quán ở ngay chỗ cái Bạch Đằng. Ai có đi ra thì có cái miễu thờ trong Bạch Đằng mà bây giờ mình nó làm cái cầu rồi, chứ ai đi qua chỗ đó. Cái bà bán quán ổng hỏi trước thủy triều như thế nào rồi bà cung cấp hết cho. Rồi khi mà cái Nguyên Mông nó là đánh lần thứ nhất rồi thứ hai rồi thứ ba, ổng biết chắc chắn là nó luôn đẩy quân qua, thì ổng mới dùng cái thuật này. Cây này kêu gọi là, bây giờ ở Việt Nam nó gọi là cái hang đồ gỗ, cái hang gỗ của cái cây Bạch Đằng. Thì khi đồng đó thì nó cho voi kéo, rồi người ta mới bắt đầu nước lớn ta mới dựng. Mà ở hầu đó nó không phải là để dựng vậy đâu, nó đóng làm văn ở dưới vậy, nó mới dựng đứng được cái mấy cái cây này. Nhưng mà khi mà Quân Nguyên đưa qua đó thì ổng chặn cho đến khi nào mà nước lớn đó ổng đòi vào vô. Nhưng mà ổng cầm quân mà cầm trên dựng, khi nước rồng nó lòi lên bắt đầu ra tổng tiến công là nó chạy được, đánh kết thúc, cửa lãnh đánh kết thúc. Ông Trần Nhân Tông nói sự thật là ổng có cái bổn rất siêu sức, ổng chứng được tha tâm thôi cũng hiểu được đó. Nhưng mà ổng nói thế này nè, cái tướng Thoát Quan là cha này không phải là tướng đâu, ổng biết người, ổng có sắc thần, ông kia không có, ông gọi là ông đạp ông kia là ông kia chạy liền.
Bởi vậy hai khi chiến trường nổi lên, hai vị tướng hai bên, cha nào có sắc thành cho nó thắng, còn cha nào mà gọi là cái tướng gọi là cái cương lĩnh học thẳng thì sắc thành mới ăn được. Bởi vì người ta nhìn sao ta không thể nhìn thấy được cái người này nó có cái tướng thành thành đó, thành ủng hộ thì mới được. Còn cái Trần Nhân Tông đánh là còn có cái thuật, ông chủ đủ mấy năm chứ đâu phải đâu. Thành ra cái thuật mà kéo cái cây này là nó bật hết lại, là ở trên nước rộng mà kéo ra. Nhưng mà không, khi mà tụi nó đánh qua đó, ông không gạt không cho đánh. Mà khi mà ông cho cái đội quân quá chừng qua đây thì ông phải thả ra, nước lớn cho qua hết. Vừa qua vô đúng cái cặp bạch đằng lại sao bởi đầu bắt đầu nước rộng mà thì bắt đầu dèm đấy. Hồi xưa nó đánh là có nghĩa là tất cả những cái cọc này nó không phải để sống mà cái cọc này để được đấy, mà tất cả những dây mà ngày xưa dây leo nó cần hết. Khi nào nước mà nó không có rộng á, kéo dây hết tôi phiền hết chạy là bắt đầu dễ ở trên bờ, chỉ cần kéo là cái thuyền nó tiêu luôn chứ đừng có nói gì. Ông đánh là nó kết thuộc thôi chứ không phải ông tài ba gì ông tính được, nhưng mà ông có cái thao tầm thôi, ông chiến được, ông đoán được tương lai nè, thành ra mình khen ông vậy thôi chứ sự thật. Nhưng mà tại vì con người mà hiểu kiếm được tánh đó, dường như người ta nhìn thấy được cái những cái chuyện gì sắp tới người ta làm được, còn mình chưa được kiếm tánh thì thôi mình chỉ biết ông. Anh em nào mà có qua bên Angkor Wat của bên Campuchia, những cái hòn đá mà nó lớn có nhiều khi là lớn bằng mấy nguyên tấm vách này, nó kéo từ núi Hồng, từ núi Hồng cách đó là 30 cây số, mà cục đá nào nó cũng có lỗ mà nó roi nó kéo, roi nó kéo từ núi Hồng nó kéo lên, mà nó kéo đi lên rồi nó làm cái tháp lên 300 thước, nó ít đâu, mình bình thường đi mà rung chân là nó đắp đất, nó đắp để cho kéo lên, làm xong rồi nó xả đất thành ra cái đền Angkor Wat. Người sau nó lấy cái đất nó đem ở đằng sau nó đắp cái đầu xung quanh cái đền là có cái công kinh thì đặt lấy đất đó để mà làm cái đền Angkor. Thì đây là cái thuật, nó cũng dùng cái sức voi nó mới kéo này, cái con người làm nổi đâu. Rồi người ta tưởng tượng là có thần thánh gì không có, đây cái thuật cái con người, cái thuật con người thôi chứ không có lại. Còn đỡ lại xong rồi đàn thì ông này cũng có vấn đề mà cái thuật mà kéo. Bởi vậy nên nhớ rằng cái vùng đó dây leo rất nhiều, dây leo là bây giờ nói chuyện với cái dây mà dây dừa to vậy, bằng bàn tay không bằng nó đâu. Hồi xưa thì ông bà mình sử dụng dây leo để kéo những cái đá hoặc là cái gỗ này. Mà cái thuật á, cái cặp bạch đằng đây là gọi là nhốt, chứ sự thật cái giải đằng kia là tất cả dây nó kéo từ bên này cho chìm hết. Khi mà nó rồng xuống rồi nó giăng dây ông này hết chạy. Mà hồi xưa nó xin lỗi, thường nhớ dự đỡ nó chỉ là một đám bên đây nhà trung lượng dự nó kéo một cái là cái phật cái thầu là luôn, cái thuyền là luôn, chứ không có đánh đâu. Thành ra mình giờ mình vẽ thấy hình này kia cho nó vui, chứ sự thật ông dùng dây leo ông đánh cái cọc ở giữa để cho là thủy quy nó, chứ sự thật mày vấn đề tiến quân rồi thì đương nhiên là nó phải rút lui rồi gặp cái dây leo để kéo dằn cả bạch đằng. Sông bạch đằng lớn lắm cho nó phải nhỏ đâu, lớn cầm hai cái sông Sài Gòn đó, nhưng mà nhỏ đâu hết, mà do cái thuật người ta đã biết tính toán, chứ cũng không có tài ba gì đâu. Giờ tính duy ngã độc tôn, con người làm được hết. Thầy, cái sự giải thích của thầy cũng rất là hữu lý, nhưng mà em cũng xin có ý kiến thêm như này. Thì thực ra khi vua Trần Nhân Tông đánh dọc trên sông Bạch Đằng bằng cách đóng cọc sắt thì không phải là lần đầu tiên, mà lần đầu tiên phải nói là lên Ngô Quyền vào năm 953, chứ không người đã đánh bằng cái kiểu răng cọc sắt như thế này rồi. Nhưng mà cũng như thầy nói đấy, bây giờ nhưng mà em thấy là tại sao lịch sử mà bây giờ chưa ai giải thích hữu lý lắm, bởi vì những cái sông Bạch Đằng ấy, cũng như thầy nói là khi trước khi vua Trần Nhân Tông mà dùng cái chiến thuật đóng cọc như thế này là không phải đóng cọc như người ta tưởng, như thế này mình đóng xuống mà đợi cái con nước dòng nó rút hết
thì là em chúng ta ra để nghiên cứu thì người ta bảo là bây giờ người ta khi đó nước cả đất xuống người ta mới dùng trâu mới các thứ phải kéo một lạch cái xe xuống chôn cái cọc xuống dưới đấy để cái cọc xuống nằm nhưng mà nằm hết còn trên này là răng răng dây cũng như thầy nói hết. Thế thì khi bắt đầu nước dòng lên à nước nước mà nó lên đấy thì đương nhiên chiều cường không tràn hết cái cọc mình vẫn làm như thế này tôi không biết là nó ra ra vào như thế nhưng nếu đóng cọc đứng như thế này thì nó bị vướng ngay tất cả chìm xuống cái gọi là cái dây dọ đấy thì người trăng suốt từ ngày sang hơn một cái số ở cái dòng sông đó. Thế khi bắt đầu mà quân lên bắt đầu mà đi vào thì lúc là ông ngựa lúc từ nhiều lên thì cái này giả và thua thì nó cứ thế nó đuổi đi vào đến bên trong cái thì bắt đầu đến cái lúc mà chuẩn bị nước dòng xuống á thì bắt đầu đầu tất cả là ông có bố trí hết rồi quân dân trên hai bên bờ dùng dân chúng ta rất nhiều vừa hô hoán trong cái đó là những cái chiến thuyền của quân của mình thì bắt đầu là tấn công đúng là tấn công như thầy nói dùng cái trí tức là kiên cường để mà đánh thì nó quân nó rút ra tất cả hai bên nó kéo lên như thế này cái gì là bắt đầu cọc lên nó xuyên như thế này ngược lại chứ còn đóng như thế này không bao giờ mà nó xuyên thủng vùng được bây giờ mình để nằm thế này thì bắt đầu nghe là nước bắt đầu nó kéo vào thì mình kéo thế này thì nó thôi ở cái tư thế đứng trên như thế này thuyền ra là đi cầm bệnh thế này xin cảm ơn thầy. Nói đúng là người ta nói cọc bài đàn thì cọc thật nhưng mà đều nó phải đóng làm sao mẹ con mình đổ xuống chịu mổ nổi nó dùng cái thuật kéo dây kéo dựng đứng lên rồi có một số nó dựng cái dây nào mà kéo cho cái cọc đứng có dây nào kéo cho cái tàu lên chứ không phải vô đó nó thì tự vỡ dưới nước rồi mà chiếc tàu chỉ trao đảo là cha con nó la rồi đừng có nói đây cái thuật nó vậy. Bởi vậy tôi nhớ hồi năm 1979 á khi tôi ra Hà Nội á thì hồi đó ông gì ông là chủ tịch mặt trận trung ương á ông gì là tôi quên khi mà Trung Quốc á nó đánh qua thì cả cái bộ chính trị bảo là đừng có trở lại cho nó vô đi sẵn sàng giữ một cái đội quân rất mạnh đợt ở ngay chỗ biên giới Lạc Sơn cho vô hết bà con trong này chạy hết trong nhà đừng chứa gì hết trốn giấu hết cái hậu tuyến của mình là tới Phú Thọ phải dàn lại bởi vì nguyên tắc người ta đang sung nó nhào vô qua ngày thì bắt buộc hết thư lương thực sàn kia phải tiếp diện không cho vô một số quân trong này đói rồi sao đây nước không uống mà trong khi đó là bởi vì mình gọi là tiêu thổ kháng chiến mà không trong nhà không để gì hết nó vô đi tôi cho ngủ ra luôn rồi chừng ba ngày ta không có cha nào xin lỗi ba ngày mà đói thì xin lỗi nó như bún thiêu vậy ta đánh ngược lại cha con năn nỉ liền đó là cái lớp sách trường bộ thì giống thầu Trần Nhân Tông cũng chạy cái kiểu này chứ không có lạ gì trời ơi thành ra năm 79 là gọi là chiến tranh Tây Nam và phía Bắc Tây Nam thì ở đây chỗ phía Bắc các tỉnh thì cái thuật cái vô giờ nếu mà thôi Trung Quốc mà nó đưa qua một trước diễn đánh nó không lợi nó bây giờ đang sung mà giờ vô cho vô đó cho nó vô nó muốn đi đâu đâu kể nó rồi không ra ăn ngủ rồi tới giờ phải ngủ mà khi ổ vô đây ở chừng ba ngày đó rồi muốn nói gì nó thì bún thiêu lúc đó năn nỉ luôn rồi năn nỉ mới cho về đó chứ vậy lúc đó từ từ cái chiến tranh đó mình không có tốn nhiều nhưng mà Trung Quốc rất sợ đây là cái tục trở lại nó hồi xưa là tướng lãnh nhà mình cũng giỏi lắm tính nước cờ mà vì thế mà cái chiến tranh tây nam với phía bắc đó, mình không có thất tổn thất nhiều nhưng mà chiến công rất vinh liệt đây là do cái đầu óc vị tướng tướng tài nhà mình đó, suy nghĩ lại là cái gì bởi vì ta đang nó đang sung quá mà đánh lại đâu sao cho từ nào nó xịu rồi nó nằm xin lỗi giống như con hổ mà đói rồi nó nằm tại chỗ trời thì thắc mắc hỏi thì cái này là nói chặt thì tông chút nhưng mà đây là cái phương để mà biết rằng tổ tiên mình rất giỏi vì có cái chuyện mà giữa ông Trần Nhân Tông ba lần đánh Nguyên Mông và cả lần sau cùng ông đánh bằng cọc Bạch Đằng nha và hồi xưa muốn xâm lăng mình thì đi bằng thuyền cái đường bộ thì
kêu khổ phát chiến như này tụi nó làm không nổi, nó mới đi vào thiền. Là ai giờ nó bị cái mu vào cọc bà nàng. Là nó muốn vô thì cho nó vô, muốn vừa đánh đỡ ra kéo lên rồi cho nó thấy nó quả hồn, rồi công thấy cọc rồi hết hồn rồi, rồi còn dây nữa rồi, hai bên nó kéo nữa rồi tao. Xin lỗi, tàu nó cháy thì chạy chứ mà nó kéo thì nó chỉ cần kéo một cái là cái tàu lật liền lên, với nó nằm kêu trên mặt đất luôn. Mà một chiếc bị là 100 chiếc kia nó hết hồn, mà trong còn cái thuốc nữa, còn cái thuốc cánh lửa nữa, hồi xưa có dầu á, cũng đánh bằng dầu để gì nó đốt nó quăng. Hồi xưa đâu phải bắn bằng tên, nó bắn bằng ná mà bằng ấy đó, chứ đi đổ chiếc tàu mà nó bắn vô một cái một đốm lửa nó tìm được cha con nó không buồn rối loạn lên rồi. Mình phải hiểu cái tổ tiên mình đã dạt cái nhiều chi cũng ly kỳ đó. Giờ thôi hỏi vô thì tâu lại đi. Thầy cho con hỏi, trung tâm vận hành nhân quả luân hồi của tam giới là tự nhiên có hay do trời tứ thiên vương làm ra? Bây giờ cái dòng cái màu tam giới nó quay là đương nhiên nó tạo cái lỗ đó. Tất cả những gì bây giờ con nhớ là cái bão á, bây giờ là bão người ta chụp hình từ trên không gian xuống. Bão nó quay về này, ở giữa trung tâm bão, ta gọi là mắt bão, chỗ đó nó không quay. Thì bây giờ có cái bão mà ta chụp hình trên mình mới thấy được. Thì cái tam giới này nó quay về cái này là do cái thiết khúc của điện. Nếu mà trời thiên dương điều khiển cho điện từ âm và dương nó hút, thì đương nhiên nó tạo ra cái dòng quay. Dòng quay âm mình hút vô, mặt trời nó có dương đẩy ra, thì nó tạo ra cái bầu tam giới. Trong bầu tam giới nó bốc phát ra, nó làm bốn cái ngắn gọi là bầu hoàng đạo 1, 2, 3, 4 ha. Vì thế mà nó làm cho nén cái những cái hành tinh trong này lại thì nó mới quay, cái hành tinh nó mới quay theo cái tam giới được. Nó quay nó cả một cái hệ thống tam giới chứ không phải nó quay một cái trái đất này không được. Từ bầu hoàng đạo 1, 2, 3, 4 giờ cái tam giới và chắc trái đất, kể cả hành tinh nào cũng phải quay. Ở trong thế giới vật lý hút là phải quay, không đứng yên được. Nếu đứng yên là nó bị rã, vì là nó phải quay. Đó là cái này là cái thuật. Mà bây giờ chỉ kêu bằng khoa học nó lên cao rồi nó mới giải thích được cái này. Chứ ngày xưa hỏi này giải thích không được. Bây giờ mình suy nghĩ là ai có cái điện thoại tắt này, có nghĩa không tiếp nhận xong những cái tin tức mà nó nhắn ở đâu, nó phải ở trong cái không gian nó đợi. Thì chừng nào mở ra nó hút vô thì nó mới vô, nó hiện ra. Cũng như vấn đề này, con cái đạo Phật này là vậy. Khi mà Đức Phật Thích Ca bổn dạy xong rồi, con là người không còn, thì cái đạo này nó đâu, nó trở về không gian, trở về nền không gian, đợi khi nào có một người nào thông thiên học mới nắm được, mới kéo vô để mà trở thành con người văn minh. Chứ sự thật cái nền văn minh nó nằm sẵn trên không gian, người ta nhìn thấy ta lấy ra ta xài, hết xài trả lại cho nó, cái đó là tự nhiên nó vậy. Gọi là nền văn minh không gian, chứ không phải ngọc. Bởi vì thành ra chỉ đạo Phật mới giải thích được cái này, còn tất cả các tôn giáo kia không giải thích được. Tôn giáo kia là chỉ là thiên đàng địa ngục hai quê, nhớ trời nhớ chúa thì lên, còn không nhớ thì xuống người ngộ mở, có vậy thôi. Nó không đơn giản vậy. Còn đạo Phật nó chỉ 12 con đường luân hồi trong tam giới và trái đất, và một con đường trở về Phật giới, nhưng mà đi về phải đúng cái quy luật mới về được, có công thức mới về được, chứ không phải vậy. Thì chỉ có đạo Phật. Bởi vậy tại sao mấy ngàn năm nay không ai dám dạy giác ngộ vậy thôi? Tại vì ta không hiểu cái công thức, không đọc được cái giáo lý. Mà bây giờ giáo lý chuẩn bị ra mà ta không cho là thôi, chứ giờ biết sao vậy? Thế giới vật chất ra giáo lý là nó nói trắng ra thì nên nhớ là hỏi là trái đất này năm loài sống chung, Phật không ở đây ở một giới, trời thì ở cõi trời, mình ở đây là làm gì? Nhà thờ chùa các trái là thờ ai? Một thờ thần, hai thờ của hồn, chứ không có thờ ai đâu. Chứ nói trắng là vậy đó rồi sao? Đó là bằng thực tế. Bây giờ nói rằng
thí dụ giờ tất cả các đạo nào bây giờ họ đạo trời thì đâu chết để lương chưa làm thí dụ là gì trời đang là đường trên trời thì giống như mình đây đây đường dưới đất mình chết là ở trên đó thì làm sao có liên quan gì ở đây mà nên nhớ rằng khoa học nó chứng minh rằng từ hành tinh này qua hành tinh kia bao nhiêu năm ánh sáng mấy tỷ năm ánh sáng đi bằng tốc độ ánh sáng mấy tỷ năm mới tới còn mình đi mà 120 cái số như đường cao tốc chừng nào tới đó thành ra phải hiểu nguyên tắc đấy vì thế mà thì ta mới ra đời để nó hết lại cái đất này ai làm gì sao không biết đâu mà nãy câu hỏi là duy ngã độc tôn bao nhiêu câu đó giải thích được câu đó là nó làm muốn giải thích trắng được hết cái đất này rồi. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn trên trời dưới trời chỉ có con người làm được tất cả đó mà thí nghiệm rồi bỏ cho người làm sao thì chỉ có nhà thiên văn học nó hiểu thì những nhà vật lý học nó mới hiểu cái này thôi mà thiền tông thì nó chỉ ăn cắp mấy trong này chút xíu mình giải ra thôi mình chỉ hiểu ông Phật cũng giải mà nhỏ thôi nhưng mà nếu cái đạo Phật mà không có cái giáo lý thì hoàn toàn tu sai hết tất cả đạo nào phải có giáo lý vì thế mà tôi nói là từ Phật Pháp Môn 1 đến 5 hoàn toàn không có giáo lý mà giáo lý nằm ở quyển số 6 Pháp Môn thứ 6 ông cho thì ra cho thâu đợi ông kia ông kia ông thành Phật ông muốn nói gì cũng nói ông cho mình thâu chứ giờ cãi người ta ra được rồi hỏi tiếp đi tất cả mọi người cho tôi xin hỏi một câu nữa thưa thầy bây giờ mình có thể mình kết luận ra một cái câu là Pháp môn đạo Phật Thiền Tông do Phật Thích Ca lấy từ văn minh không gian để giảng dạy cho chúng sinh hay là như thế nào thầy cho biết không? Bây giờ văn minh rồi đó, mình mới giải thích được cái này. Tôi hỏi vậy chứ cách đây là 300 năm cái ông mà chế ra điện rồi nè, ông lấy từ đâu? Ông có học không? Ông này là một ông nông dân, ông chế ra cái điện này. Ông lấy, có nghĩa là ông cảm thông được lại cái người ta gọi là người kêu thông thiên đó. Tôi mới thấy được cái ông thức, ông muốn làm cái điện này. Còn ông Nguyên ghét bây giờ, hiện tại bây giờ là nếu ông Nguyên ghét tính ra hôm nay là 2 công ty Microsoft là 28 năm rồi nè. Ông lấy từ đâu? Mới học lớp 11. Một đêm đó ông nằm ông lấy, ông thấy được cái này, ông ra thí nghiệm liền, ông thí nghiệm thành công liền. Thì không biết nói sao vậy, vô mới học lớp 11 mà vô ông thầy cũng bỏ đầu vậy thường. Ông thầy ông giảng về không gian, ông đó ông rộn cho ông nói sai. Trời, kêu ông thầy nè. Là vậy ông nắm được cái này. Ông gắn đều rồi bắt đầu từ từ ông cũng mò mẫm nó phát triển ra. Nên căn bản là phải lấy cho được. Giống như căn bản phải làm cho ra điện rồi mới chế biến ra. Nhờ vậy khi mà nếu mà trước kia chưa có cái điện thoại này là di động ra ở đây đâu. Chứ trở về này có nghĩa là cái đời trước 10.000 năm trước á nó cũng có rồi nhưng mà giờ nó trở về, ta chết hết rồi nó trở về. Bây giờ người ta sống thời văn minh đó lại thì nó lấy ra xài tiếp. Có vậy thôi. Ông Thích Ca này cũng nó không có tu hành công gì rồi trời, nó có nghĩa là ông kiến tánh ông thấy rồi. Nhưng mà không dài thì không xài được. Kiến tánh biệt địa đó giờ nữa lúc đó mà xin lỗi 2562 năm trước nói cái vụ này ông chửi vẫn là phải rồi. Ông nói là trong cái không gian này cái hình ảnh con người rất nhiều. Đạo cũng nằm ở trong không gian này chứ không ở đâu ấy. Mà trong lúc đó người ta là gì tới đình, tới miễu á. Ta lại, ta cầu, ta cúng. Ông nói chỗ này không được. Vì thế mà phải đợi cho tâm văn minh lên. Nhưng mà những cái tổ mà trò chịu trách nhiệm truyền đi là dân này là có cái nhiệm vụ. Nha, cái đó là nó đúng là cũng một có cái nhiệm vụ để truyền đi. Khi là tới đây rồi bây giờ nó mới giải thích ra rõ như ban ngày.
Bởi vì cái thiền tông mà nó giải thích ra là không ai chống đấu được. Bởi vì ta nói rằng khoa học thực tế là nó khỏi. Thì cái gì cũng vậy, nó đúng một chu kỳ nó sẽ nó mất. Cái đất này 10.000 năm nó bị hủy diệt. Và mình nên nhớ rằng ông Thích Ca khi mà cái đất hình thành là 7.000 năm, ông phát triển, ông phát cái đạo, đạo giờ ông nói là khi Như Lai về nhập cái bàn 3.000 năm sau sẽ hết. Trong quyền ký, trong cái 92 câu ông nói rất rõ này. Thì mà mình thì rất lúc còn mới mình cũng không tin nữa, nhưng mà thấy sao từ từ nó y chang là lời ông nói. Mà bây giờ có thể thế đất này 2560 mấy năm, bây giờ là còn 400 mấy chục năm nữa, có thể thế đất này tồn tại thì 400 năm nữa không. Thì bây giờ cha con nó cũng nên giành lộn nhau. Nó chết mình không nói nữa, nó kéo mình chết luôn. Mình nói chịu, đi chung một xuồng, chìm hết chứ lẽ luôn. Nó chìm mà nó kìm. Thành ra đạo thì tao muốn ra đời để khi nó nói bằng sự thật, để nó thuốc giảng lại, để cho trái đất này nó tồn tại lâu chút. Thì cũng phải đúng chu kỳ thôi, có nghĩa là mong phải đúng. Bây giờ nếu sử dụng đánh Phật thì còn kéo dài một chút, đánh người chơi tối đa 5 phút sau mất không chừng. Cho nói thế đi. Thưa thầy, cho con hỏi theo khoa học bây giờ hiện đại, bây giờ là kính viễn vọng, những kính viễn vọng hiện đại nó có thể nhìn được quá khứ cách đây mấy triệu năm. Như vậy là những nhà khoa học có thể nhìn được về quá khứ của thời Đức Phật không ạ? Cái này nó nói là nó nhìn xa được mấy tỷ năm ánh sáng. Nếu cái hành tinh đó mình gần đây, mình đi bằng tốc độ ánh sáng phải đi bằng mấy tỷ năm, còn tốc độ âm thanh, tốc độ ánh sáng là 300 cây số một giây, mà mấy tỷ năm dễ có đi được chứ, đó là bao nhiêu? Nếu mà tính km như mình là bao nhiêu thì chỉ biết là hàng hà xa số thôi, chứ không có nói con số nhất định được. Đây là mấy ổng cũng nói dốc thôi, ổng cũng dồn, ổng nói vậy thôi chứ làm sao mình biết, thấy không? Ông nói mấy tỷ năm bây giờ căn cứ vào đâu, ông có đi tới chưa mà ông biết là mấy tỷ năm. Ông cũng nói xạo với mình cho nó vui thôi. Mình nhờ khoa học à, cái gì cũng vậy, nói cái gì mà ta không dối tới cũng phải nói xạo. Bây giờ nói xin lỗi, tại làm sao nếu mà ông nói giỏi á, bây giờ trái đất này thiếu gì chỗ ở mà không chịu làm, đòi lên mặt trăng ở. Mà cái lực hút của mặt trăng nó bằng 1/10 ở đây là hút nhẹ, là sao mình lên không? Vừa cầm cái cây xuống nó bay lên, rồi sao mới sống? Rồi nước ra đầu nó chết, nó phải có cái vật lý nó mới được. Con người đi trên đó đi cũng không được, mà làm sao lên nó sống, làm sao sản xuất cái gì, thấy không? Tại nó chơi, đó là cái vật tư để nó làm cái kiến, để cho nó điều áp cho cái trái đất này thôi, nước lớn nước rồng thôi chứ làm sao bài đặt. Ở đây xin lỗi, vô Đồng Tháp 10 nó bốc quá, ai vô đó vô Phi Châu á, thiếu gì đất không vô nó ở, mà bài đặt lên cái mặt trăng lên cái gì, nó chuyện kêu nó chuyện xạo cho mình vui cho nên. Mình thấy bằng tốc độ ánh sáng mà mấy triệu năm mới tới trời ơi. Xin lỗi ông nói mấy triệu năm rồi, ông chứng minh tôi thì thôi, mấy giả nói dốc thì mình cũng nghe nói dốc thôi chứ làm gì ấy. Mặt trăng đây đi lên đi xuống đi mười mấy lần rồi, đi cầu cặp lắm. Đợi cho thằng Lê Quang Vinh là đại tá Lê Quang Vinh của Việt Nam điều khiển cái dòng hoàng đạo của cái mặt trăng bắn vào bô lô 11 có vô được, từ ở bô lô 1 cho đến lượt 10 nó bay ra đi một đi thuốc luôn, thấy không? Và mọi người Việt Nam ta nói thật, đại tá Lê Quang Vinh bắn vẽ cái đường bay lên mặt trăng mới vô được là bô lô 11 mà vô. Mà hồi xưa đó là một đại tá của chế độ cũ à, thấy không? Nó vẽ nó có cái đường rất hay. Thì bây giờ còn mấy ổng nói cho mình nó vui thôi, chứ sự thật á, ngoài mình, xin lỗi nha, đây thì còn đo bằng thiệt thôi, chưa chắc là đo đúng, phúc trạc thôi chứ,
không? Tại cái bộ khoa học thì nó nói, nó chứng minh một hai cái mà nó tin đó thôi, chứ còn nói chuyện mấy triệu năm ánh sáng tao cũng cười với nó cho nó vui thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Để cho con hỏi một cái sự việc này mà nó con thấy nó có thật á, đó là hiện tượng mà chết trùng tang trong một dòng họ á, trong vòng 1-2 năm mà cái dòng họ đó chết 5-6 người liên tiếp á, thì nhân gian thì hay nói là chết trùng tang á. Đây với trường hợp như này thì thầy xử lý như thế nào, xin thầy chỉ với con. Có nghĩa là trong một năm đó, mà trong gia đình chết 5-6 người, dạ, thì bây giờ cái trường hợp như vậy đó là mình phải xử lý như thế nào? Duyên nghiệp, có nghĩa là cái đó là cái đó là cái gia đình đó đi, đây là cái cộng nghiệp của người ta, đừng có nghe lời mấy ông thầy cũng không có hết đâu, cái đó là cộng nghiệp của người ta. Cái nhân quả mà bây giờ đã tại làm sao con vô có một người đó là tại sao mà giết con thú một ngày giết bao nhiêu con, cái này đó rõ là công nghiệp từ của con cổ của cái gia đình. Rồi mấy ông thầy á thấy vậy là kêu bằng gì đó cúng để mà ấy. Bây giờ tôi nói là ông lợi dụng người ta để ông làm tiền, cái đây cái công việc thế giới vật lý này, thế giới nhân quả phải chấp nhận, đừng có tin bất cứ cái gì hết. Nếu mà ông thầy nó giỏi xin lỗi nha, ông già không chết, ông già ông thầy cũng chết, sao ông cứu được ông già đi, bà già đi cũng phải chết, tới số phải chết, tới cái nghiệp là phải chấm dứt thôi. Còn cái chuyện mà tất cả những gì nó là công nghiệp bắt buộc anh phải theo, có nhiều khi cái cây con trồng có nhiều cây cái cây nó không lên trái lắm, có nhiều cây nó lên rất nhiều là sao, là do cái thổ nhưỡng và đồng thời cộng chung lợi cái vùng đó nó mới sinh ra cái này. À, cái đó là cái chuyện thế gian rất đơn giản, thấy nhiều lắm, đừng có lo. Mà thứ nhất mình thấy cái đó rồi đừng có tưởng tượng rồi được mình làm này làm kia nó tốt tiền vô ích mình. Nhưng mà có một điều á, thiền tông á nó phải gan ở chỗ này. Nếu anh bình thường anh không biết thiền tông, cái ngày mà anh bị cái gì đó anh rất buồn, thiền tông biết rồi, nhân quả tu chịu, cười xong cũng vậy, cười cũng chết mà khóc cũng chết, thì tao phải cười cho nó khỏe, đừng có lo. Thiền tông nó gan là hiểu được cái này nó mới gan được cái chỗ này, chứ còn nếu mà không hiểu được vừa bệnh một cái là tưởng tượng đủ thứ chứ đừng nói khi chết, còn khi chết rồi còn tưởng tượng 1000 lần nữa. Thấy không, tu thiền tông nó vững vàng, đừng nói phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Tại mình tới đây cái nhân quả mình đi vô tới đây mình nghèo phải chịu nghèo, giàu phải chịu giàu, chứ đừng có nghe lời mà đi cầu này cầu kia. Cầu nó có chứ phải không, nhưng mà bây giờ nè, ví dụ mà sổ số này 100 người có người trúng thì thế nào mà có người trúng nhung ơi, thì giờ cái số là hơn hay gì đó thì phải chịu, chứ thấy đã trúng của mình là sao, coi là trúng rồi bán nhà mua số chưa chắc trúng. Rồi hỏi tiếp đi. À, thầy cho con hỏi thêm một cái sự kiện này á, cái năm 2000, trong khoảng năm 2000 đến 2005 á, ở Hà Nội có một cái sự kiện là cái sông Tô Lịch, mà cái lịch sử nói là Cao Biển chấm biển, chấm biển cái sông Tô Lịch à, chấm biển á. Chấn điểm á, cái sự kiện đó mà trước khi mỗi lần mà để con học gần đó thì con biết rất là rõ sự kiện đó, mỗi lần mà công nhân hay là cái máy xúc hay là kỹ sư mà liên quan đến con sông đó đều bị chấn hết luôn á, thì cái sự kiện này nếu mà thầy làm tông mình thì nên phải giải thích như nào á, con xin thầy chỉ đó. Chấn điểm cao, tức là cái hiện tượng mà người ta vừa rồi là
cho nên cách đây mấy năm ta khai thác lại sông Tô Lịch để cho nó thông đó, thì gặp cái trường hợp tức là đây là bị chết hàng loạt, rồi là máy xúc cũng bị như thế là bị đào thì bị hư, thế rồi máy bơm thì cũng bị hỏng và nhiều người chết. Thì người ta cho đây là trước kia người ta bảo tức là cái cao biển đó, trong cao biển mà của người tàu người ta chấn điểm cái sông Tô Lịch, cho nên là không phá được cái trận đồ đó, cho nên gây ra như vậy. Thì thầy giải thích như cái như hiện tượng này như thế nào? Cái vấn đề mà ngày xưa đó, tất cả những bởi vì bây giờ đó, ai có hiểu về thiên linh cái mới hiểu, có nghĩa là ngày xưa đó một cái trận đánh mà người ta chết mấy trăm người, cái ông thầy ông giỏi á, ông lại ông cắn ông cho với cái hồn này, nó không cho với cái hồn này, nhưng mà đầu thai đó ha, ở giữa là nó được quyền làm này, nó có những cái bùa làm cái này để trấn lại. Vì thế mà tất cả những quan hồn ở đó thì nó tạo ra một cái linh khí âm. Mình bất cứ người dương nào tới, kể tôi nói thật là xuồng đi ngang cũng chìm luôn á, là nó có linh khí âm. Cái này là trong thế giới vật lý nó có cho hay không, nhưng mà có một điều là có bây giờ này mình suy nghĩ á, cái chiến tranh ngày xưa mình cũng nói đi hỏi vậy chứ, cái sông Hồng á, giữa Trung Quốc với mình là cái sông đó gọi là nhuộm màu mà. Hồi xưa người ta đánh giặc đánh mà trên sông chứ đánh trên đường bộ đó, rồi những ông thầy ông giỏi đó ông cắn, ông không cho kể cả dùng chú quan hồn đó bên kia qua không được, bên đây qua không được, nó có cái trường hợp này. Nhưng mà khi mà muốn giải mã cái được này nó dễ, anh phải đem cái dương tới cái hồn đi hết, tự nhiên hết đi đó, bây giờ gọi thế giới gọi thế giới âm dương, người ta chết nhiều quá nó thuộc về âm, nó giữ là được á, nó giữ được là nó âm, thành ra tất cả những chi đi không đi qua được luôn, cả con người không dám đi lạc luôn đó. Cái đó là thế giới vật lý, cũng như là cái bây giờ cái điện mà nó tụ cái chỗ nào nó mạnh quá anh không dám vô tự động nó chết à. Thế thế giới vật lý nó vậy, thì cái quan hồn mà nó bây giờ trong cái thuốc mà của người âm á, nó có là những cái mà nó sai được cái quan hồn. Giống như bây giờ cô Bích Hằng là tôi nói thật á, cổ muốn mà làm cái gì á, cổ làm đúng trong hay sai, nhưng mà là có là 20-30% thôi, có nghĩa là cũng sai được cái quan hồn này nè, gọi là cái cô hồn á sai, lợi cái đó rồi hỏi thăm rồi lại báo cáo cho cổ, thì cổ lại cô nói đúng, còn nhiều khi lợi kia người ta không tiếp, rồi tao về nó trật lại. Thành ra có cái chuyện đó. Bây giờ tại làm sao bây giờ đó, hồi xưa mà cái gọi là cái eo biển Malacca đó, chỗ đó là chung nhất với mấy triệu người rồi, mà hồi đó là bên Malai nó có cái ông thầy trắng rồi đó, thành qua đó không được, mà bây giờ dần vậy là gì kêu bằng văn minh quá, nó sử dụng bằng điện á, nó phát ra cái làn sóng điện dương thì nó đi qua được, còn nếu mà không phát ra điện đi qua vị liền á. Thì cái này là ngoài thế giới vật lý. Bây giờ mình đó thì mình ai có hiểu, mấy người thiếu cần hồi xưa mình có cái sông danh đó, Định Nguyễn Phân Tranh đó, Đây Viên Cương Thống Phổ, Đây Sa Trường Nắm Mộ Trời Nam, Bao Nhiêu Dòng Dân Địa Tác Quan, Đây Cổ Độ Xương Tàn Chất Đống, nó nằm ở đó. Mà bây giờ nó giải tỏa được khi bằng cái gì đất nước mà thống nhất, thì cái quan hồn bị giải được giải thoát hết, và nó đi thì nó hết, chứ sông danh nó không còn linh như ngày xưa. Sông danh khi mà quốc gia mình mà chưa thống nhất cũng rất linh, mình nói bằng sự thật chứ không phải, nhưng mà ta không giải thích được. Mà khi mà quốc gia thống nhất rồi, xin lỗi rồi, chỉ bằng dương gian âm phủ đồng nhất lý, hầu đó là trên này đi không được, để dưới đại cũng cho đi. Khi mà thống nhất tổ quốc rồi thì thoải mái đi qua lại, thì cái quan hồn mới được giải quan. Chứ trên này mình thủ, ở dưới nó cũng thủ, chứ không thoát ra được cái này. Thành ra cái trường hợp đó thì nó là vì người ta chết nhiều, nên nhớ rằng
hồi đời xưa một trận đánh đó, mà không phải chết như mình vài chục người bây giờ đấy, thì thằng Nga ngươi màu xương nghe là cái bạn vô mà mệt rồi đánh mà xỉu rồi nó đâm cho chết luôn, chứ không có là hồi xưa không có bắt tù binh như mình đâu. À, mình phải hiểu thế giới này là thế vật lý, dương gian nó trên đầy sao thì ở dưới âm phủ nó vậy, thì nó làm cái dạng cô hồn này đi, không có phát gì lạ. Nhưng mà nói đúng là thiền tông thì không đề cập cái này, không đề cập nhiều, đề cập nhiều đấy người ta đồn ra ta thành ông mê tín, nên là cái sự thật nó có. Chứ bây giờ tất cả những người mà đi mà có cái tánh âm nó từ từ đi ra ban đêm nó ở vừa thấy rồi âm, còn người dương thấy, người nào có tánh dương thấy, người âm ra dễ thấy lắm. Cái đó là cái sự thật nó vậy. Rồi nhưng mà mình không hiểu rồi mình mới đồn nó chứ gọi âm thì thấy gian thua gì đâu, có nghĩa là hiển rồi thấy cho nó vui vậy thôi chứ, chứ đâu có nghĩa đi thì ta không có hại mình được đâu. Bởi vì nói thiệt á, có nhiều cái á, mình là ở đây mình làm vậy cái người âm nó đánh mình nhưng mà đánh không được, mình là tứ đại nó địa từ nó đánh cái đánh bằng không khí á, còn có đụng chứ còn địa đánh không thua đấy. Vì thế mà ở trong này bao nhiêu cái làn sóng điện nó đi nhau nó không đụng, để nó không đụng gì được, không nhau được, ai cái nào ra cả đây. Còn mình ở đây bị tứ đại đung đi mới đụng, chứ còn tiểu từ việc nó đi xuyên qua giữa này kia nó đi xuyên qua không thành vấn đề. Rồi ở thế này công dụng hết, nhưng mà người ta tiêu diệt thì ví dụ cái ngải cứu nó trị chặt được thì chị đau nhất được, nhưng mà anh ném cái ngải cứu nó nhiều quá nó trở thành nó phá. Tại sao nó thầy bùa cho uống bùa là vậy, là nó cho uống ngải tập hợp như nhiều vô nó phá cơ thể mình là khó chịu, rồi bắt đầu ở ngoài đôn một cái nữa, nó tưởng nó thiệt chứ sự thật nó là cái ngải cứu. Tất cả trong cái thực phẩm của mình nó đều có cái thức phá và cái thức dinh dưỡng luôn. Thì bây giờ hỏi vậy chứ những cái gì mà thuốc tây hoặc thuốc bắc nó chế thì chế bằng cây cỏ chứ đâu có gì đâu. Tại sao mà bây giờ muốn cho con người đó lờ đờ để cái ai có cái ai mà có cái hộp củ chi, một cái hộp củ chi nó lớn vậy thôi à, nó giết 100 con rồi chứ đừng có nói mình, nó chỉ sắc một xíu đưa cho mình uống tài ảo giác. Thì cái gì cái hồng phiến nó cũng nằm ở dạng này, nó làm cho cái ảo giác uống vô nó là ra cái thần kinh với ảo giác, rồi cũng có nó đồn cái kỳ đầu thì nó chưa thật. Tất cả bùa ngải nó có hết chứ không phải không, nhưng mà sử dụng đúng thì đó là thuốc, và sử dụng sai thì đó là phá mình. Vì tại thì trong Phật giáo nó có mấy, tại sao có cái mấy bộ kinh tụng kinh, tại sao mình đọc mình gây vui, đó cái lực nó vậy, tại cái lực nó vậy, nó sai được con hồn, kinh Đại Bi nó sai được con hồn là trong phấn chấn lên là nó vui. Còn kinh Kim Cang cái gì đó, kinh Thủ Lăng Nghiêm không phá cái âm lực, tụng lên nó phá cái âm lực. Người nào mà có mê thần linh thiên quyền bí động kim cang dài bữa hết tinh thiện nó cứ xói đi, cái đó cái lực, nhưng mà vật thể âm dương nó có
cái này kia kia có, nhưng mà đều đa số là người ta thiêu dở thêm. Rồi mình sợ, rồi mình tưởng là mình sợ, sợ một nó đi lên thành 10. Đó, nó vậy thôi, có, nhưng mà thuốc này sử dụng bằng tại làm sao mà trong cái ngải, cái hộp gà nó bỏ vô đây được. Nó mạnh lắm chứ phải không? Nhưng cái đó là cái thuốc thế thôi chứ, nhưng mà không có làm gì được mình đâu. Nếu mà mình có cái công đức mà cái đó dẹp hết. Còn nếu mình có muốn đức dương nó không xài nữa. Mà chỉ có cái âm đức ra mình có, mình mà thiếu á, muốn một cái là nó quậy mình chết luôn. Đó, mình sợ được cộng với cái mình tưởng nè, mình tưởng mình sợ. Bây giờ tại sao mà cái thiền tâm này có những cái quyển sách mà đọc ra mấy cái người kia họ không dám lại gần. Tại nó cái này nó dương, nó phát âm. Nếu mà hỏi về thế giới vật lý nó vậy đâu luôn. Có hết á, nhưng mà mình tin phải cho đúng, còn tin sai thì mình tưởng tượng nữa ra thì mình sợ. Mình sợ là gì? Đi cúng thì tướng cháu mẹ ổng. Chứ nếu ông thầy bùa ổng giỏi cũng đâu có chết, nằm cũng chết chứ. Ông thầy bùa ổng vui nhà thương là cứu gì, bác sĩ cứu như thường chứ, không thầy bùa nào ổng vui nhà thương là thấy không? Tại vì ổng sử dụng mà hết thời mà về tao nghịch lý thì ổng phải chịu thôi. Rồi hỏi tế đi. Quý vị đã hỏi đi đúng không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
5% đó thôi, giờ thầy nói ra nên chứ được. Con đường có báo nói thì phải nói vô cái cách công cộng, chứ không phải nói là cá nhân được. Chứ đó là nói, bởi vì nói đây nó có một số người hiểu thôi, cái kia. Đây thì tôi nói bằng văn bản đàng hoàng, chứ phải đâu miệng. Kêu bằng mà nói phải có sách mách mới chứng. Chứ đây tôi nói phải có một cháu gì đó. Văn bản cũng có cháu ấy. Thầy cho con hỏi, nếu như mà bây giờ mà những người mà tu theo pháp môn Thiền Tông á, mà giống như bây giờ người ta chết đột ngột mà chưa tới lúc mà thầy chưa có bổ sung 5% vô á, những người đó mà có công đức rồi cũng nắm vững cái phần công đức mà bây giờ của bác nhà thì có về còn giới được không? Cái 5% này là ta nói để mà tôi bổ túc lại mấy cái người mà hiểu sai để ta chỉnh lại. Cái người mà đã có công đức cho nên là hiểu nguyên tắc này, chưa có công đức nhiều thì đâu cần gì, không thành thả rồi đó. Thì mình muốn đi đâu thì đi, nhưng mà phải có người dẫn đi. Chứ muốn thả là muốn đi đâu đi, phải công thành dẫn đi. Nói đúng ra nếu mà bây giờ hiện giờ cái lần nhận gạo bây giờ có thể là chuẩn quá đi về được rồi đó. Còn 5% kia là để chi? Tôi mới chỉnh lại những người nào giống như Bồ Trải, có cô nào nó có tiền gia nào ngồi đó bằng của lòng từ mới làm cái chuyện tào lao. Nghe ta làm mà thực tế mà chưa cần thua gì mà còn nó của lòng từ là từ đâu của. Đó là trưởng, là trưởng những cái người mê tín này để cho nó đúng. Tại người ta không hiểu, trời mới hiểu sơ sơ là tưởng là mình thánh rồi, siêu thánh. Mà bây giờ tôi nói thánh đó là ai tôi chỉ là tự nhiên mình biến trở thành cái ông thánh ở thế gian này thì chết ngắt luôn. Bây giờ tại sao A-la-hán mới vô vòng đầu rồi nè, bước vào vòng thánh một, vòng thánh. Mà thế gian này là thánh là cái gì? bây giờ Thiền Tông mới dám nói vừa thánh, chứ không có Thiền Tông không biết cái thánh là cái gì. Phải không? Có nhiều người ở thánh ngữ, thần ngữ gì tùm lum ta. Chứ không có chùa nào dám nói là Phật ngữ nha, mà thánh ngữ thôi. Tại sao không hiểu thánh là ai? Tôi nói thánh ngữ là chùa đó, thánh linh đó, ai linh, tên thánh linh. Hỏi thánh là ai bây giờ tôi nói cho nghe, chứ bây giờ chưa nói ra để mai mốt tôi nói tôi đến sáng lên tôi nghe. Con hỏi chân lý có ăn thì cô ăn cô cho con hỏi, nhưng bây giờ con đang ngồi thiền, nhưng mà bây giờ nghe thầy nói giờ con không muốn ngồi thiền nữa, nhưng mà bây giờ con muốn dừng như thế nào xin thầy chỉ dạy. Trước đây bạn này ngồi thiền mà bây giờ nãy giờ nghe thầy nói vậy là không muốn ngồi thiền nữa, bây giờ muốn dừng lại luôn thì dừng như thế nào? Hồi đó ngồi thiền phải không? Em bây giờ chim treo lại để nó dừng lại. Bây giờ tôi nói thế giới này là thế giới nhân quả, ngồi thiền mục đích để được cái gì? Mục đích là tưởng đâu thành Phật, thấy Phật ngồi thiền cũng bắt chước ngồi thiền. Mà trước kia Phật ngồi thiền cũng nói sao? Chớ dẫn Như Lai chết đã qua 49 ngày Như Lai ngồi thiền thôi đừng có ngồi. tại Như Lai nói cho phải khóa cho ông ngồi cho đó. Ngồi đạo quả đó, thánh chẳng được đi đó. Nhưng mà bây giờ con về con học lại đọc 10 quyển sách. Còn còn là biết đạo quả xin cái máy như vậy, nó nói đúng 11 quyển sách đúng không? 12 quyển sách nghe trong kỹ. Rồi 1-2 tuần lại đây. Chứ bây giờ biểu con dừng, không biết biểu con sao, con phải hiểu nguyên tắc thế đất này là ai làm chủ, linh thiêng là ai làm ra, tu mà ngồi thiền được cái gì, không chỉ con đọc trong đó con sẽ hiểu. Thì bây giờ con muốn ngồi thiền thì chắc chắn con được thành thánh đó.
thánh tứ quả thiên căn là thánh tư đà hàm a la hàm a la hán, phải không? Đó là thánh, là rõ ràng. Trong kinh nói rằng nếu mà nhập lưu là nguồn sống, sống tu đầu hàng dần qua là giàu dòng nhập lưu, giàu dòng thánh. Mà Phật không nói thánh đó là ai, chẳng có giàu dòng thánh đâu. Thánh là cái người ở trái đất này nè, chứ không phải thánh đi người ra ngoài. Con có hiểu, con đọc hết thì là đây, rồi mới cắt nghĩa cho con nghe. Thì con mới trường đường bây giờ, giờ đó chẳng chạy, con cho chạy đi, cho tiền cái cho còn tiền đi, cho nó trôi đi. Ở trong kinh Đức Phật có nói câu này nè, khi mà ông ngồi với thuyền, chứ không phải thiền nha, ông ngồi thuyền, ông thấy ông ngồi thuyền, thì đệ tử đúng không? Bạch Thế Tôn, tại sao cái bờ nó chạy? Thì ông Phật ông nói là thế gian nó là vậy đó con ơi, nó không có gì đúng đâu. Ngồi thuyền thấy cái thuyền chạy mà nó không cái bờ nó chạy. Đó thì mình phải hiểu đó, vì thế mà con tu mà con không hiểu được nó đi sai. Tại vì từ xưa chẳng may chẳng may vậy. Tôi không nói ra đâu. Vừa rồi ở quận 8 có ông ở đường Cao Lỗ, ông vượt dạy thiền ngồi, bắt đầu nó nóng từ trên cái ngực, cái ông thầy nó suối ngủ tiếp đi, rồi ông ngồi tiếp nó nóng lên cần cổ, ông ngồi tiếp đi rồi bắt đầu nó sắp thành Phật rồi đó. Ai nó lên tới đầu một cái ông chạy ra ngoài, ông thành gì biết không? Ông thành cái chạy ông vòng vòng đó, mình không còn nghe đó, nó chưa nói ra mà do một vị thầy rất giỏi dạy. Nhưng mà tôi chắc nó rộng nào. Thì tôi thằng con nó mới lại gặp tôi mới nói thế này nè, thôi bây giờ đó, bác không giúp gì được con, nhưng con điều á, con làm sao mà tiếp cận được ba con. Mua cái con được cho uống cái thuốc ngủ, không được uống thuốc ngủ bây giờ ba con chết luôn á. Con mua cái tim sen á, con biết không? Mua được cái tim sen á, mỗi ngày cho uống mà ổng kêu đoàn tỉnh nó cho uống mỗi ngày một muỗng cà phê nước đóng thì tim sen thì ổng ngủ liên tục được. Ổng vụ chổng được ngủ đi rồi con lấy cái máy là mở cho ổng nghe, mở rồi quyển số 8 á trong vậy nói liên tục hết từng lễ ổng hết, ổng trở lại nguyên si nghe không? Con có giải thích, con có giải thích ổng nghe, ổng sợ không dám ngồi thiền nữa, đó mà cứu ổng luôn. Mà cái đó đâu chứ không có buồn ngãi gì đó, có nghĩa là tại vì nó đưa lên cái mà con ngồi đây là quan hồn nhập vô, quan hồn cũng nhập vô, con đẩy vô cái trình trạng cả ảo giác. Ảo giác mà nếu mà mình không biết dừng lại nó đẩy mình đi cao luôn. Vì thế mà dùng cái thế này, cái thế thiền tông, có tuy thiền tông nói là nó có những cái tuy là không yên cái sách nó đơn giản vậy, nhưng nó có những cái uẩn khúc á, nó trị cái thầm khó khăn xong rồi không dám nói. Thì con nên nhớ rằng, con nhớ là trái đất này là cái nhân quả luôn lúc nào cũng quay á. Con ngồi thiền là phải quay theo cái ý nào cũng muốn con, mà đâu con gặp mà gặp thánh thường thì chứ cả thánh thường nó mới ra mà cái cung quán vậy, chứ còn mình một quán thánh thì nó bắt đầu cái nhập nó múa tay cái chừng thánh thánh lớn nó múa tay cái chừng thành chết rồi. Đâu con có thắc mắc hỏi thế thì cố gắng về tập trung kỹ rồi phân tích là cái đất này rồi người có nhiệm vụ gì, thần lực nhiệm vụ gì, ngạ quỷ có nhiệm vụ gì, nhân quả như hồi này do làm sao đó hết. Thì con sẽ thắc mắc, người ta sẽ giúp cho con. Em giờ theo mời hỏi đi. Thank you.
con được yếu dĩ á, thì con trong cái giấc ngủ con nó bình thường không có gì đó, nhưng mà cái chừng sau mà con được truyền liền rồi á thì liên tục 2 tuần con được nằm chiêm bao rất là nhiều. Nói chung cái giấc chiêm bao nó thì có mà ngán cũng có, mà đôi khi cái giấc ngủ trưa con thì nó mơ màng màng nó cũng dẫn tập luôn luôn, rồi tới tuần thứ ba thì nó giảm dần, nó giảm liên tục tới giờ sau này thì nó hết thơ. Bây giờ con xin hỏi thầy cái hiện tượng đó là cái hiện tượng gì? Nhấn kim bao nó mình giải thích bình thường, nó gọi là bụng vị. Cái bụng vị nó không có thực thật mà nó do cái trừu tưởng của mình nó tiểu ra nè. Rồi có cái loại nhấn kim bao nó nhớ về quá khứ đó. Thì mình phải hiểu mình làm cái dạng nào, nhưng mà thì thôi bây giờ cái thế giới này gọi là ta gọi là đêm dài lắm mộng. Nếu mà bên anh ngủ mà con người khỏe không có mộng, mà con người muốn bệnh cũng mộng, là bên anh cũng cái âm cái cảm cho một cái âm. Con người mình mà vừa muốn bệnh là nằm ngủ cho bao hoài, nghĩa là gì đó, người ta cứ gặp ở trên số âm ta thấy cho nó đừng có lo. Còn mấy người mà khỏe không khi nào mà nằm chưa vào để cái chân số nó dương là đâu ra đây. Vì thế mà tại sao mà ta bảo là tu là con người mình ít bệnh căng bằng âm dương, có nghĩa là cái người nữ người nam thì 55 dương 45 âm, còn người nữ nó đi ngược lại cũng vậy. Nếu mà tại muốn thấy cõi âm thì mình làm sao cái tần số dương người thường mà cái người nữ á nhìn thấy cõi âm dễ hơn cái người nam, nó dương nó khó thấy. Thành ra mình thấy còn những cái giấc chiêm bao thì mình cứ căn cứ vào một là cơ thể mình muốn bị bệnh ưa thấy, bữa nào muốn bệnh ưa thấy, còn nếu mà bữa không bệnh thì thôi ngủ dậy ngủ giấc tới sáng không thấy là cái đó là gọi là giấc mơ mộng mị. Đừng có để ý cái đó, đừng có đó là sau đó mình cứ mình hồn ra này kia đó không tốt. Mình cứ trên thực tế mở mắt thấy coi sao tính vậy nha. Bây giờ thế giới gì này là thế giới nó vậy đó, mình hiểu rồi thì mình không có lo. Chứ hồi xưa mình không hiểu là nghe ai nói gì cũng sợ, nghe ai nói gì cũng run. Bây giờ biết là run gì nó kể đâu có đâu. Bây giờ gan đến khi chết cười chết, anh có đau tôi cũng cười tương chân mới là gan mới đúng cái điều cần. Còn nếu không đạt được cái đó thì thôi, nó không có, nó tưởng là bây giờ ông bận là 84,000 cái tưởng chứ phải tưởng một cái đâu. Tối ngủ chưa bao năm 7 cái nên chưa đã gặp nếu mà âm một cái một tưởng liên tục luôn. Giờ bữa nào ai để muốn bệnh một cái ngủ một cái nào thấy đúng thứ đó. Đó là thế giới vật lý nó này vậy. Rồi thắc mắc ở đây. Thầy cho con hỏi là trường hợp mà mình hay bị mộng mị á, kể cả lúc mình không mệt, lúc mình mệt thì không bị mộng mị thì không có làm cách nào để mình không mộng mị được không ạ? Lúc hay nằm mộng á, có cách nào làm hết mà nằm mộng hay không? Khi nằm mơ á, mình hay nằm mơ thì có cách nào mình hết nằm mơ được? Khỏe hết mơ, đã nói là khỏe là hết mơ, phải không? Thì trong này nó có 2 cái loại, một là cái quá khứ nó trỗi dậy, trong cái tâm thức nó chạy ra, cái đó là chuyện bình thường, nó có thể phân người thì phải bỏ, phân người phải bỏ. Bởi vì thành ra có những người đã là sống trong trạng, người ta an cũng trong mộng, mà cái đó là trong giấc mộng hơn chứ còn sống thực tế không có mộng, trên thực tế là hoàn toàn không có mộng. Còn chịu mộng là thế gian này là nó là vậy. Và bây giờ tôi bảo đây, tại sao tôi nói người nam ít có mộng hơn người nữ tần số âm, tại nó dễ cảm xong để cái tần số âm nó mới mộng. Rồi ta phát ngoại tính.
Thế đây cho hỏi một câu cuối cùng nữa. Là khi nào thì mình có thể nhìn thấy cái ánh sáng điện từ quang chứ? Ánh sáng điện từ quang, bởi vì ta nói công thức, mới thấy nó, phải thấy bằng cái công thức. Thấy điện từ quang là phải toàn giả mới thấy được. Mà khi nào mà trong người mà nó có công thức nhiều thì nó thấy hoài, không rất nhiều quá. Nếu là tự nhiên cái công đức mình nó mở ra nó sáng thì cái Phật nhãn mình mở ra. Nhưng mà nên nhớ rằng phải hiểu quy tắc thế này. Phật nhãn ở trong thế giới vật lý này mang thân người giống như anh đi trong cái bụi mà cái bụi dày đặc. Anh không dám mở mắt ra được thường đâu. Anh chỉ nhất là anh thấy cái phải nhắm lại vì nó bụi mà trong thế giới này và thế giới vật lý lúc nào cũng quay anh mở hoài còn nhãn chịu không nổi luôn nha. Anh đã bắt buộc phải, bởi vì trong thế giới này kiến tánh là tốt nhất rồi, còn không kiến tánh thì hoàn toàn sai hết, ngồi đó tưởng thôi. Thật ra bây giờ đừng có lo, còn mà bây giờ tự nhiên mà anh muốn thấy trong lúc tự nhiên có thì có một ngày nào thì sẽ thấy. Bởi vì cái công đức nó làm cho cái Phật nhãn mở ra thấy. Rồi sao thấy là phải dừng chứ không phải thấy hoài. Cái hoài này cái Phật nhãn tiêu luôn á. Nguyên tắc thế giới vật lý. Bởi vì bây giờ tại vì ngày xưa chưa công bố vị trí thì mình mới tưởng tượng này cũng nhỏ. Kiến tánh mới hiểu được. Còn bây giờ đạo Phật nói ra hết rồi còn được cần gì kiến tánh. Hồi đó không biết tánh người thì ngồi để không biết tánh người ngồi để mà thiền để thấy được cái tánh người. Bây giờ khỏi thấy khỏi thiền cũng thấy rồi, tánh Phật cũng thấy quy luật nhân quả được ta rất đáng hết rồi. Thì còn gì nữa mà giờ duy nhất chỉ còn công đức cách tức là tạo cung để về, mà muốn về hay là muốn dính mấy cái nhà lầu mấy cái xe hơi không về dính đi dính cái đâu nó còn đây anh rồi. À, muốn về là không đó, mình phải biết dừng lại đúng lúc chứ còn là đừng có mong cái gì đó, đừng có mong kiến sự thật á. Nếu mà ai có một nước nhiều tự nhiên nó thấy nhưng mà không thấy nó cũng thấy, tại bắt buộc ra cái nghiệp lý nó vậy. Giờ muốn hỏi tiếp thì hỏi đi. Có một cái ông ấy là mắt mù chân chặt không đi được, mà ông mình đơn thì kinh tục mà yếu chỉ rồi, thì trời ông có được truyền thần thông không? Ông nhắn quân là quản lý thầy để cho quân ông có được truyền thần thông không? Ông quân là xa thôi lắm, mà cái hóa mà rác ra Lào đi. Mình có được truyền hay không để cho ông đi, mà không được thì để cho ông ở nhà hay sao? Tức là bà này bà nói là có một ông đó là ông ấy đã được yếu chỉ thiền tông rồi, bây giờ ông muốn được truyền bí mật thiền tông, nhưng bây giờ chân đúng không, ông ấy đau, ông ấy khó, và mà mắt mù thì như thế là có thể được truyền thiền tông hay không? Nếu mà có thơ kể đúng như chuẩn là ta chẳng truyền cho mình thì kiếm diện được, cái đó là được quyền. Nhưng mà với điều kiện là thơ mình phải xuất phát từ tánh Phật của mình mới được, chứ đừng đi mượn thơ người khác hoặc là đừng có hồn nhập vô mà làm thơ, thì đưa vô đây mà chuyện có được thì cho nó vui thôi chứ không được. Thứ nhất là tánh Phật thanh tịnh mình xuất phát ta nghe ta biết, còn tánh của hồn ta biết, tánh người ta biết. Thì vậy thì cứ bình thường gửi đến đây gọi là truyền kiếm diện. Nhưng mà một điều á, nếu mà khi truyền kiếm diện á, cái ngày truyền đó là ta trực tiếp mình ở nhà mình mở ra mình nghe người khác nghe, thì cố gắng tạo công đức nhiều. Cái bây giờ mình yếu chân và yếu mắt đi nữa, nhưng mà khi mà công đức nhiều mình về Phật giới nó bỏ cái thân thứ đại rồi, nó cũng rất nhẹ. Nó đi bởi vì trung bấm thân nó đi bằng tốc độ
tốc độ kêu bằng hình ảnh á, điện từ á, nó đi bằng tốc độ điện từ, không? Bởi vì thành ra có nhiều vị đây là bắt 5 giây tới, hơn chơi tới 6 giây, đi bằng tốc độ điện từ mình. Mình hiểu đó, nhưng mà với điều kiện mình tạo, mình phải có công đức, còn công phải cố gắng khi ta truyền đó, thì trong cái quyển ấy sẽ có ghi lại cái bài dặn dò, về đọc cho nghe, đọc tới, đọc luôn. Rồi phải cố gắng tập, cứ một tập, tập về Phật giới luôn. Nếu mà trường hợp mà nó vậy á, thì nhờ là đọc tiếng Phật gia luôn. Ta truyền là được thành Phật gia, ta sẽ được quyền tiễn cho mình rồi. Thế là thì có chuyện gì thì mình làm ấy, nhưng mà phải cố gắng là một lòng kiên trì, đừng có thối lui. Thế thì về đời này vừa được là tốt, còn nếu mạnh kia thì không được, nó quay một cái nữa đó. Thì lúc đó không biết làm sao, sao gặp được lại lần thứ hai. Nhất thắc nhân thanh di năng phúc, một lần mất người khó trở lại đó. Bây giờ, nếu giờ về được thì phải lo về. Về vỡ là làm Phật, làm gì đó là độ ta. Em được. Thưa thầy, con đưa sách cho bạn con đọc mà người vợ thì hoàn toàn là không biết, nhưng mà từ khi đó là vợ người ta phản ứng rất là nhiều, mà người chồng đọc thì rất thích và hiểu, thì cái trường hợp này mình có ủng hộ tiếp hay là để cho họ tự tìm hiểu thôi ạ? Là nói là nó có bộ sách tặng cho một người chồng, chồng thì thích thì ủng hộ, nhưng mà người vợ lại không thích. Nhưng mà vậy thì mình có nên tiếp tục giúp cho họ hay không? Chỉ thích thôi, đừng ép ép cái người vợ. Mà nếu mà nói người nhắc lại nói mà, nha. Mà có cái cõi nó dựa, có người nào dựa vô đúng không mình ạ? Thì là chồng thì thích, nhưng vợ không thích, thì mình giúp cho chồng thôi. Thì giúp chồng thôi, giờ cái chuyện đó là ông chồng có bổn phận giúp ông vợ, không giúp được thôi. Thì có nghĩa là hai vợ chồng có cái duyên số ở nha, rồi bà kia sẽ tiếp tục đi luân hồi đâu á. Ông này về, ông này xong rồi, đời này là ông xong rồi, ông đi. Còn bà kia chưa sống thì bà tiếp tục mới đi nữa. Nhưng mà bà vợ lành đấy, bà vợ gia đình lục lục, bà vợ đấy. Nếu mà tại vì tôi nói được phải ép, ép lục lục thì em phải. Cái người âm nó không chịu, có nghĩa là cái người không thích là người đó bị âm nhiều, âm định nhiều, là cái thế giới âm mà nó dựa, mà thế giới âm nó dựa, mà bây giờ vô nói cái này nó quậy, nó rất nguy hiểm cho mẹ. Tại nên tôi nói là cái này kêu bằng là cha mẹ còn không đổ được, anh em thì không phải ai để làm, nghiêm bài để giữ. Phải nghĩ duyên hợp thành cha, thành mẹ, thành vợ chồng con cái, đây là cái duyên nghiệp thôi. Nghiệp ai để lo. Ví dụ bây giờ con cô vợ ở con mấy chục năm tôi đi, không biết hết nhiệm vụ tôi đi, đi chỗ khác. Còn con cũng vậy, hết nhiệm vụ con đi. Có nghĩa đời này làm duyên nợ nhau, chưa chắc đời sau không gặp lại. Rồi có nhiều người đời này họ đi về đâu còn muốn gì nữa. Thành ra mình phải tuân thủ được cái nghiệp, cái luật, cái nghiệp vật lý này rất mạnh, theo mẹ đây. Không, cái số ông này, bà này phải đi luân hồi bao nhiêu đời nữa, chứ phải đi. Chứ không phải là muốn về lúc nào về đâu. Không có thể bỏ của trà, bỏ của nợ được. Thế là trường hợp là như thế này rồi, con đưa sách cho người chồng á, là người vợ hoàn toàn không biết, nhưng mà từ khi người chồng nhận sách á, là người vợ bực mình và phản ứng dữ lắm. Mà trường hợp đưa sách là vợ không biết, mà chồng đọc á, thích và hiểu, thì ý của ông hỏi là mình để cho người ta tự tìm hiểu, tự mua sách, hay là mình ủng hộ họ, hay là sao, thì mong thầy khuyên. Đã nói là cái tự người ta thôi, mình có bổn phận vậy thôi, mình giúp được là có một công đức chiếu thôi không được. Chứ còn mình nhào vô nữa đó, nó phản ứng lại. Công đức không có mà nó bị bôi mà nó buộc phân quả cho mình nữa. Thấy không? Cái thế giới vật lý nó là vậy. Cái người âm ta, có nghĩa là tôi nói tại mình nó trắng ra, người âm là do âm hồn nó quản lý. Người
dương là do cái vũ khí dương nó quản lý. Giống như con bây giờ cái bong bóng mà nó nhẹ ra thì bay, tự nhiên nó phải bay thôi, còn bóng mà không nặng tự nhiên nó rớt xuống thôi. Cho nên là cái nguyên tắc vật lý nó vậy đó. Mình phải hiểu cái thế giới này thì mình mới tu cái đạo Phật Tiền Tông được. Còn nếu không có hiểu, thấy gì cũng hay ép là coi chừng nó phản lại, không nên. Bởi vì vợ chồng cũng là duyên hợp, duyên nợ thôi, hết nợ rồi đi, chứ đừng có ép ai là được. Cái này bởi vì ông thật cũng không dám nói, ông chỉ nói sơ là ông được chạy trốn. Còn theo tổ vậy đâu không giờ dám nói đâu. Mà tại tới cái này là nó đẹp lắm. Tại bà Thảo này bà kêu tôi làm chứ tôi cũng rầu mà chết. Người ta bình thường chửi một tiếng mà chịu không nổi như vậy mà nó chửi cả nước nó chửi. Có một người chịu nổi mà cả nước nó chửi là sao chịu. Nhưng mà giờ có cái nước là mình biết cái lịch chương nó đỡ. Kêu bằng nó chửi không vô, nó chửi giống như nước đổ lá môn rồi cái đổ chạy mất. Bác cho con hỏi một câu, trong sách có ghi là chư Phật thường trụ khi đi, khi cần thì biết, cái khi cũng thường, cái câu đó là như thế nào á? Chư Phật này gọi là cái tánh Phật, chứ không phải ông Phật ở đây, cái tánh Phật đây. Khi mà con đạt được cái cảnh giới thanh tịnh rồi đó, thì con đi con biết. Bởi vì thành là cái câu này nó sẽ giải mã trong cái kinh tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là nó giải thích cái này là khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, khi ngồi biết ngồi, khi ăn biết ăn. Đó là cái tứ niệm xứ nó nằm ở chỗ này, là nó dạy ta sống trong cái giới vật lý, không quan tâm không này kia nào. Nhưng mà tứ niệm xứ không dạy người ta đi ra, chỉ đứng là biết sống, thuộc sống trong thế giới nhân quả thôi, không dạy đi ra. À, khi đi khi trụ khi đứng là nó nằm trong cái pháp môn tứ niệm xứ, tứ Phật dạy cái này. Đó là còn tất cả những cái là bằng chư Phật thường trụ tam bảo, cái câu đó nó chỉ dạ, nó chỉ đúng có một thời gian thôi. Khi nào cái tam bảo còn phổ biến thì không chư Phật có trụ. Còn mà tất cả những cái mà cái chùa khác á, thì ông Phật không dám vô. Là sao biết không? Là vì mới thỉnh ông Phật đây ăn khánh thành vừa xong đây kêu ông Thành nhào vô. Ông Thành vô dữ rồi ông Thành nào ông nậu nữa, người cũng không dám vô nữa. Rõ ràng tất cả, có nghĩa là tất cả những việc Phật, Phật là gì vậy? Giác ngộ giải thoát. Ai dạy giác ngộ giải thoát là ông tới, ông cũng giúp mình. Còn ai dạy cúng thì thôi, ông ta cũng muốn ông Thành chứ là phải có ổng ông vô. Còn mình hiểu cái nguyên tắc này thì vì thế mà những cái chùa hay là những cái nơi mà cơ sở mà ta tu á, tại sao mà chùa là xem bói, cô hồn cũng nhập vô phải coi, nó chưa ngự cái chùa đó. À, phải hiểu nguyên tắc đó mình mới hiểu được là những cái lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy tất cả những câu kinh câu kệ nói đều có nằm ở trong một cái cơ sở riêng, chứ không phải chùa nào giống chùa đấy. Mình phải hiểu nguyên tắc đó. Rồi mình hỏi thế thưa thầy, xin hỏi con thì cũng nhiều rồi, cũng được nhiều nhiều rồi, và bây giờ con kể luôn cái mấy cái bộ sách của con ấy, với cái bài kệ rồi đó, giờ lỡ nó muốn ăn hết rồi, món ăn ít hơn một nửa, ví dụ con hỏi này là con có làm lại được hay không, hay là cái còn một nửa đó con có rớt được hay không? Cái bản gỗ thì mà sách nó ba cuốn sách thì món ăn hết được rồi. Cái ăn này là được truyền hình rồi, mà cái bản gỗ với lại cái lời dặn dò với lại mấy cái thầy còn không gỗ rồi, chỉ có ba cuốn sách á, sách với bài kể rồi đó. Ảnh cái chuyện thì rồi, nhưng mà mấy cái sáng chứ lại cái bài cài đầu của ảnh bị mối ăn hết hơn một nửa rồi. Bây giờ ảnh đang có muốn là có thể
thể làm lại được hay không, hay là có đốt được hay không? Giờ xin liên bạn cái bên trực á, nó xin nó tái bản và ở đây phát lại cái bản sao. Rồi rồi cái bản đó thì đóng cái tủ để dành giống như ông Nguyễn Đình Chiểu vậy, để dành. Nãy con nói là nó còn một số. Xin lại cái bản bán được, người ta cho bản bán. Còn bản kia đừng có đốt, để dành. Xin, anh xin lại bản mới, liên hệ bản quản trị xin lại bản mới. Đừng có đốt, để dành. Để dành, đi cái đó để dành. Để dành đó là gì đây nè, sắp tới cái tổ định ta sẽ đóng mấy cái tủ á, bỏ những cái gì mà cái kỷ niệm xưa đó ta để lại hết nha, kể cả mấy cuốn sách mà người ta đốt đốt không ra, hôm nào gì ở Biên Hòa nó nói đó, giữ hết để lưu lại, lưu lại làm kỷ niệm nha, cái đó quý đó. Thì đốt hay gì là đừng có tất kỷ gì nó xâm phạm được, cái này ta đều lưu lại hết. Con mối ăn đẹp vừa đây, con mối là nó ngộ được, nó ngộ thiệt, nó ngộ thiệt, nó mới ăn được. Ngộ lắm nha, một cái tủ á, ngộ lắm, một cái tủ con để là toàn là sách vở của thằng đại học á, một chồng sách của thằng đại học thì với hai đứa nhỏ gái á đều không ăn mà sao nó bò lên ăn hết. Nó ăn ba cuốn sách nhưng cái này để cho nó đổi thì nó ăn được ba cuốn sách, lại còn bao nhiêu tập sách nó cũng trúng chồng mà nó ăn miếng nào đó thì ăn ai chỉ ăn cho nó mà con hỏi đi, hỏi đi có đốt được không. Cho con hỏi con có đọc trong bộ sách Thiền Tông á, thì có một cái đoạn là Đức Phật nói là cái cõi A Di Đà thì do là nhân số người ta không thích tu làm việc mà lại thích hưởng chỗ mà cảnh đẹp cây trái rồi kia đó, cho nên Đức Phật mới dạy ẩn ý là nó do ở trong giữa khu rừng đó có cái chỗ đó có cây trái là đầy đủ hết, các ông cứ dọn đường vô đó để mà thu hoạch cây trái, thì những người mà làm biếng không chịu làm ai gì đó người ta sẽ dọn gai rồi vào giữa khu rừng. Thì khi tới giờ giữa khu rừng đó, thì phát hiện ra đó không phải là cây trái mà là toàn là vàng bạc đá quý. Thì Đức Phật hỏi là những người đã chọn là cây trái hay là chọn kho báu. Thì ở gần con có một cái chị đó, chị thường xuyên mơ những cái giấc mơ kỳ lạ là chị mơ thấy chị lên cái cõi đó có một cái mận rất là sai trái, nhưng mà trái hoàn toàn vàng hết, có một người giữ. Thì chị là bẻ, chị tới chị bẻ trái ăn, nhưng mà có một người giữ đó là ăn đủ thôi chứ không được lấy gì. Rồi chị đi qua, rồi chỗ đó có cấp cho chị một cái thẻ, đi qua khu vực đó là chị phải cầm cái thẻ đó thì quỷ giữ được không ạ? Có cái thẻ đó thì chị không có bị ai làm hại hết. Một qua khu vực đó thì tới cái cõi của Phật thì chị tưởng đâu là qua đó là cõi A Di Đà, gặp Phật A Di Đà, nhưng mà không ngờ chị gặp Phật Thích Ca. Chị ngồi xuống chị ôm chị Phật Thích Ca, chị khóc, nhưng mà chị nói Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu cái chị nói là mô Phật con lộn. cái Phật Ca nói là không sao đâu con. Thì cho con hỏi cái như vậy là cái chân lý của Phật Thích Ca là dạy có cả già thể là không có, như vậy là đó là cái do chị nhận cái chân lý của đạo Phật Thích Ca này. Ý anh hỏi là cái chân lý của Phật Thích Ca sao? Nãy cái câu hỏi của anh ấy. Cái giấc mơ đó, cái ý nó như này nè. Rồi xưa chúng tôi một tỉnh độ thì chắc chắn phải gặp ông A Di Đà. Mà sao là ông gặp Thích Ca lại gặp lúc nào cô biết không? Là có lúc ông Ấy Di Đà đưa cầm xe lên có khá loại Thích Ca hơn, có nghĩa là lên đó để học cái pháp giải thoát. Khi mà ngộ cái gà chắc chắn câu đó, nếu mà đi vô thì không là rất ngộ rất nhanh, còn có 112 cuốn sách phải không? Đi vô thì gặp ông Thích Ca, ông chờ vô gặp Thích Ca, ông gặp cầm xe thì ông Ấy Di Đà mất rồi.
có nghĩa là hồi đó tưởng rồi lên đó để thoát, nhưng mà lên đó là cái nấc thang để ông A Di Đà chuyển qua trong Thích Ca mới giải thoát được. Có nghĩa là giàu gặp ông Thích Ca mới giờ giải thoát được. Ông Thích Ca gặp ông chuyện mới chỉ con đường về, ông A Di Đà ông chỉ gì cho nó không có phương tiện, chỉ có thế giới này mới có là phương tiện chỉ đi thôi. Là mới mơ đó. Có nghĩa là đầu tiên thích vô đó, sự thật tổ thích muốn giải thoát chứ phải không đâu. Nhưng mà vô đó thì tôi ông nói ông A Di Đà nó thôi bây giờ con muốn giải thoát phải gặp ông này, ông dẫn đi, dẫn gặp Thích Ca dẫn đi, chứ Di Đà làm gì có gì để thoát. Ông A Di Đà ông biểu tại mình không hiểu, ông biểu muốn ấy muốn gặp Thích Ca phải buông đi, ông Thích Ca dạy buông chứ ông Di Đà đâu có dạy buông. Ta tưởng ông Di Đà rước đi, chứ sự thật ông A Di Đà, ông Di Đà cũng bảo mình buông đi, buông thì về thế giới này nè, rồi mới đi ra được. Chứ trên đó không có đường ra, duy nhất muốn trở lại trái đất này và trái đất nhân quả, nhân nào quả đấy. Muốn giảng sanh thì lên giảng sanh, muốn về một giới trở về một giới ở trái đất này. Cho nên tất cả các cõi không cõi nào ra được, duy nhất tại trái đất mới ra được. Cái mơ đó là nó tương tự. Thì nếu cái cô đó mà theo được cái này thì ngộ tiền rất nhanh, là nó là có căn bản, có nghĩa là cô đó được A Di Đà thọ ký rồi, đưa sách hoàn toàn nhận liền. Rồi câu hỏi tiếp. Thưa thầy, cho con hỏi là tất cả động vật, sinh vật, những cái con côn trùng là đều có tánh hết hay là con có tánh con không thầy ạ? Cái nào có tánh hết thì bây giờ tôi hỏi vậy chứ. Cái đèn trần quá có tánh, cái đèn led có tánh, có điện không? Cái nghiệp nó phải đi xuống cái tầng nhỏ thì nó phải vô quy luật nhân quả luân hồi. Tại sao? Tại làm sao mà thế gian này người ta gọi là nguyên tử? Nguyên tử là một vật chất thật nhỏ, nó cũng xuất phát từ cái khối lớn, nó từ khối lớn nhiều bị tách ra ha, điện vô 100V là làm cái biến thế ra có mấy đèn led rồi đủ thứ hết, nó biến ra nó cũng là điện. Bởi vì nó phân mà muốn trở về Phật giới điện nó phải tụ hội lại. Trong kinh nói vậy gì, tất cả chư Phật phải trả lại, Phật con phải trả lại thành cái ông Phật văn này nè, ông Phật văn mới dẫn đi. Chứ con người mới dẫn đi được, chứ mà trời cũng dẫn được, con hồn cũng dẫn được, phải trở lại cái Phật văn mới dẫn đi, là con người mới dẫn về Phật giới được, con người mới tạo công đức được. Chứ câu bò thánh thần không ai tạo được. Có hiểu nguyên tắc không? Trung quy phải là con người giải quyết tất cả thiên thượng thiên hạ dĩ ngã trong tôi, con người làm được hết. Muốn thành Phật con người, chứ ông tiên không làm được, ông trời không làm được. Cái câu đó là cái câu đó. Nên là các chùa thường thường nó để chứ người ta không hiểu nó là cái gì. Cái đấy là triệt thì đúng, nhưng mà phải thiền tâm ra đời mới giải thích, còn nếu chưa đâu ra đời hoàn toàn thôi, giải thích còn mù thôi, không cách nào giải thích đúng được hết. Bởi vì tại sao vậy? Tại sao thiền tâm mà giải thích đúng là chỉ có hiểu được cái quy luật của này và công thức trong thế giới này nó mới ra được, còn anh không hiểu công thức thôi. Giống như con làm toán nè, mà cũng chưa còn hiểu hết rồi biểu toán gì làm nữa, còn thứ học hai ba chữ 9981 cũng biết, 9900 này có hiểu được cũng chưa thì làm nó không sai. Đạo Phật cũng vậy, hiểu giáo lý, đọc được giáo lý là tin đạo Phật không sai, còn không hiểu rồi tiến sĩ này dạy khác, hòa thượng kia dạy khác, không đâu nào giáo ông nào xài tưởng không anh, xài trong cái tưởng nó mới ra, tưởng gì ta nói đấy. Vì thế mà có cái vụ mà ông thầy A chứ thầy B cãi lộn nhau, ông nào giống ông nào hết, vì tại vì không có giáo lý. Mà giáo lý ra bị cấm thì thôi ráng chịu chứ biết sao. Thế giới này thế giới của con người, thế giới vật lý, cho thì phát, không cho đã về chỗ Thích Ca không ăn được, không ăn.